Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 114. Tiếp tục đi tới trước, Diệp Thần phát hiện một cái cửa đóng chặt. Ở bên cạnh cửa, có một cái ma thi, đã tử vong, chỉ còn lại hài cốt. Ở hắn bạch cốt thủ bên trong, cầm một tấm cuộn da dê, Diệp Thần đi tới, từ trong tay hắn bắt lại cuộn da dê, nhìn một cái. Phát hiện phía trên không có bất kỳ chữ viết gì, chỉ có một hình vẽ. Phía trên có một cái to lớn lò luyện đan, còn có hai vị tiên phong đạo cốt ông già, tựa hồ đang luyện chế đan dược. Trừ cái này ra, lại cũng không có bất kỳ vật gì. Diệp Thần đẩy cửa ra, và Mộ Yên hai người đi vào bên trong, phát hiện chung quanh để 10 cổ thi thể. Những thi thể này trưng bày vị trí ngay ngắn có thứ tự, hai tay của bọn họ đặt ở ngực chỗ. Đi tới cha nhìn một cái, phát hiện trong miệng để một quả màu đen hạt châu. Hạt châu dịch thấu trong suốt, đã nhiều năm như vậy, còn lưu động sáng bóng. 10 cổ thi thể thực lực đều ở đây phong môn cảnh đỉnh cấp cũng hoặc là nửa bước thái hư, so huyền ma kém quá nhiều. Diệp Thần thử nghiệm trao đổi một chút mi tâm ma đế. Nhưng không có được bất kỳ tặng lại. Hiển nhiên những thứ này đều không phải là ma đế sống lại thời cơ. Hơn nữa những thi thể này, cũng đã gần muốn mục nát, có thể tồn lưu đến hiện tại, vẫn là bởi vì khi còn sống thực lực cường đại duyên cớ. Mộ Yên cảm giác được cái gì, từ 10 cổ thi thể bên trong, cầm ra một hạt châu. Tiểu đạo sĩ cả người sắc mặt ngay tức thì biến hóa, mở miệng nói, không nên động. Hắn nói mới vừa nói xong, bất quá đã chậm, Mộ Yên đã lấy xuống. Làm hạt châu lấy xuống một khắc kia, toàn bộ ngôi mộ đất rung núi chuyển. Màu đen hạt châu, từ Mộ Yên trong tay tránh thoát được, còn lại 9 cái ma thi trong miệng, hạt châu phún ra ngoài, sừng sững ở Diệp Thần đỉnh đầu bọn họ phía trên. Ông, hạt châu dị biến ai vậy không nghĩ tới, ở bọn họ sau lưng, cửa đóng chặt. Những thứ này hạt châu xuất hiện một kẽ hở, ánh sáng màu đen tràn ra, truyền tới một tiếng thú gào. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện hạt châu kẽ hở, xuất hiện một đầu ma thú. 10 đầu ma thú xuất hiện, bọn họ thân thể không cao, nhưng là tản mát ra hơi thở, lại để cho Diệp Thần đều cảm giác được một chút khó chịu. Diệp Thần không do dự nữa, trực tiếp vận dụng phần thiên nhất kiếm, vô tận kiếm quang trực tiếp rơi xuống. Đan điền linh lực không ngừng lưu chuyển. Một kiếm này, đã đem hết toàn lực. 10 đạo xương máu ngay tức thì tạo thành. Diệp Thần thu hồi thú hủ kiếm, nhìn một cái tiểu đạo sĩ, phát hiện hắn cau mày. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần cũng cảm giác tiểu đạo sĩ đã tới trong này. Ban đầu Mộ Yên cầm ra hạt châu thời điểm, tiểu đạo sĩ nói, hơn nữa để cho hắn xác nhận. Nơi này là một vị thượng cổ tà ma hang động, hắn thân xác liền trấn áp tại mộ huyệt chỗ sâu nhất. Thượng cổ tà ma thi thể vạn năm bất hủ, cực kỳ nguy hiểm. Còn như còn dư lại ta vẫn không thể nói, sư phụ nói qua, thiên cơ bất khả lậu, thành đạo đường sẽ xảy ra vấn đề. Dưới mắt chúng ta không thể nào lui. Bọn họ bây giờ muốn lui ra ngoài, đã không thể nào, phía sau cửa bị hoàn toàn đóng cửa. Diệp Thần muốn dùng sức mạnh phá vỡ, nhưng có phát hiện không bất kỳ tác dụng gì. Ba người khốn tại ngôi mộ bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mộ huyệt bên trong thi khí càng ngày càng nặng, Mộ Yên phát hiện, nàng thân thể, dần dần xuất hiện màu xanh đậm đường vân. Không chỉ Mộ Yên, tiểu đạo sĩ cánh tay cũng là như vậy. Cái này đường vân thậm chí mang một chút nóng bỏng cảm giác. Tiểu đạo sĩ mở ra cánh tay, thở dài một tiếng, còn là chúng đồ chơi này. Đột nhiên, tiểu đạo sĩ phát hiện cái gì, mở ra Diệp Thần tay, phát hiện Diệp Thần lại không có một chút đường vân. Hơn nữa quanh thân còn hiện lên một chút đặc thù quang. Hắn con người kinh ngạc, nhưng là ngay tức thì bừng tỉnh, ta đây là quên ngươi có lăng phong thần mạch. Diệp Thần khẳng định tiểu đạo sĩ biết cái gì, vội vàng nói, ngươi rõ ràng lăng phong thần mạch. Tiểu đạo sĩ gật đầu một cái, hắn bấm ngón tay tính toán, tựa hồ cảm thấy không có nguy hiểm mới mở miệng nói, lăng phong thần mạch là đặc thù nhất mạch, nó là 10 thần mạch bên trong cực độ không ổn định tồn tại. Nó có thể khống chế một phần chia gió, cũng có thể để cho ngươi tốc độ nhanh hơn một phần chia, nhưng là những thứ này đều không phải là chủ yếu, hắn không hề gân gà, hắn lớn nhất tác dụng chính là hấp thu ngoại giới lực lượng,
cái này lực lượng bao gồm rất nhiều thứ, địch nhân kiếm ý và sát ý. Còn có nghịch thiên độc tố. Mà ngươi Lăng Phong thần mạch một mực có chút vấn đề, hắn một mực thuộc về trạng thái ngủ say, mà ngay mới vừa rồi, cái này có thể so với tiên thiên độc thể độc tố, lại bị Lăng Phong thần mạch hấp thu. Diệp thần trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, truy hỏi nói, vậy hấp thu được bão hòa sẽ như thế nào? Tiểu đạo sĩ liếc một cái Diệp thần, nói, đó đương nhiên là thả. Nếu như ta không đoán sai, người luyện hóa khối kia luân hồi huyền bi chỉ thả một phần chia lực lượng, còn dư lại lực lượng nhưng thật ra là bị Lăng Phong thần mạch tự chủ hấp thu. Nó đang cùng ngươi giành giật thức ăn. Nó giống như là một cái ăn không no tồn tại, một khi ăn no, đủ để dung chuyển thiên địa. Diệp thần cực độ mừng như điên. Hắn một lần lấy là nhất gân gà Lăng Phong thần mạch lại có thể lớn mạnh như vậy. Chiếu như thế nói, xích trần thần mạch chủ phòng ngự. Vậy Lăng Phong thần mạch liền có thể ở không ổn định bên trong phóng thích chí cường nhất kích. Mắt xem Diệp thần lại phải truy hỏi, tiểu đạo sĩ không nhìn được nói, thật không hiểu nổi ngươi làm sao nắm trong tay cái này thần mạch, lại có thể một chút thông thường cũng không biết. Lăng Phong thần mạch cố nhiên có thể rất mạnh, nhưng nó cuối cùng quá không ổn định, muốn ổn định, chỉ có vậy cái thuộc tính lửa luân hồi huyền bi. Ngay tại lúc này, Mộ Yên truyền đến một hồi thống khổ tiếng. Diệp thần kinh hãi phát hiện, Mộ Yên trên người độc tố lại khuếch tán. Tiểu đạo sĩ diễn cảm cũng có chút khó chịu. Diệp thần tự nhiên không thể nào ngồi yên không để ý đến, nhìn về phía tiểu đạo sĩ, kích động nói, người nếu biết như thế nhiều, vậy hẳn là có giải trừ cái này độc tố phương pháp, đúng không? Tiểu đạo sĩ gật đầu một cái, chỉ cần tìm được thượng cổ tà ma nghĩa địa, lấy được huyết dịch hắn, liền có thể sống sót. Bất quá bên trong có thể không hề thiếu cường đại ma thi, người xác định tiếp tục đi xuống. Diệp thần nhìn một cái nguy cơ tứ phía chỗ sâu, thú hủ kiếm và chu thiên thần ma thương nắm trong tay, Mộ Yên ở hắn sau lưng. Cả người bóng người trực tiếp xông ra. Diệp thần trên người kiếm ý khắp nơi lan truyền, chấn động không gian. Thú hủ kiếm truyền tới ông ông tiếng vang, quơ lên cánh tay, kiếm quang đánh giết ra. Oanh! Kiếm quang ở trên không khí bên trong nhanh chóng lưu chuyển, chớp mắt bây giờ đánh vào đến ma thi trên thân thể mặt. Sắc sắc! Khoảng cách gần đây ma thi, chia 5 xẻ 7, bộc phát ra một đoàn xương máu. Diệp thần viễn cách xương máu, để ngừa bị những nước máu này ăn mòn. Mộ Yên một mực đi theo hắn ở sau lưng, Diệp thần một thân một mình, cầm thú hủ kiếm và chu thiên thần ma thương, mở một đường máu. Mùi máu tanh tràn ngập ở trên không khí bên trong, vượt đi tới trước, Diệp thần vượt cảm giác được áp lực. Hướng phía trước đi tới trước, Diệp thần phát hiện tất cả loại tam xóa miệng, bên trong mộ huyệt, ít nhất có trên 100 cái. Diệp thần cau mày, hắn đã không có dư thừa thời gian lãng phí. Trên 100 cái hang động, từng cái tìm, cũng cần nửa ngày thời gian. Hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian. Thượng cổ tà ma ngôi mộ hẳn đang ở bên trong, dù là hắn và Mộ Yên tách ra tìm, cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Diệp thần ánh mắt nhìn phía trước, phát hiện một nơi mộ huyệt thi khí, dị thường đậm đà. Đi nơi này. Diệp thần chỉ trung gian con đường mở miệng nói. Hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết làm ngựa sống y. Mộ huyệt cửa đã mở ra, Diệp thần hơn nữa tin chắc, nơi này chính là thượng cổ tà ma hang động. Hai người tiến vào bên trong, phát hiện tất cả lớn nhỏ cửa hang, bên trong không có bất kỳ vật gì, vẫn còn lưu lại bảo vật hơi thở. Ở mộ huyệt chỗ sâu nhất, phát hiện một cái màu vàng kim quan tài đá, bên trong nằm một cụ vô hết sức ma khí vòng quanh thân xác. Diệp thần đi tới quan tài đá chỗ, nhìn một cái thượng cổ tà ma thi thể. Vốn là hắn muốn xem phù không phù hợp ma đế thân thể yêu cầu, nhưng là vừa thấy, cũng có chút thất vọng. Cổ thi thể này cũng không thích hợp ma đế, thậm chí kém hơn huyền ma. Không biết làm sao, Diệp thần chỉ có thể phá ra thượng cổ tà ma thân xác, dùng tới cổ tà ma máu rơi vào Mộ Yên trên thân hình. Nhưng mà, độc tố cũng không có ngừng. Mà giờ khắc này, tiểu đạo sĩ nhưng là đem một tấm tràn ngập cổ xưa minh văn phù văn dính vào thượng cổ tà ma trên thân hình. Tiểu đạo sĩ nói lẩm bẩm, vô tận ngọn lửa ngay tức thì cháy. Thượng cổ tà ma thi thể lại đốt diệt. Hơn nữa tiểu đạo sĩ trên mình khí thức mờ ảo càng phát ra đậm đà. Trên người độc tố cũng đã biến mất.
rất hiển nhiên tiểu đạo sĩ lừa Diệp Thần. Mà giờ khắc này Mộ Yên thân thể tản ra cực mạnh độc tố, giống như là sắp ngã xuống. Phải bị cắn nuốt. Diệp Thần có thể cảm giác được ma đế tức giận. Nhưng là ma đế ở thời khắc mấu chốt, hiển nhiên không cách nào ra tay. Diệp Thần vội vàng ôm lấy Mộ Yên, Mộ Yên. Mộ Yên hơi thở đứt quãng, hiển nhiên muốn xảy ra chuyện. Thượng cổ tà ma máu đối với Mộ Yên độc không có hiệu quả, nhưng là đối với tiểu đạo sĩ hữu dụng. Đáng chết! Đạo hữu, thật xin lỗi, ta lừa ngươi, thật ra thì thượng cổ tà ma máu, đối với cô bé kia không có tác dụng, đối với ta thành đạo có liên quan. Ta một người không cách nào tiến vào nơi này. Nàng chết ta sẽ phụ trách. Chuyện này ta cuối cùng và ngươi dính vào nhân quả. Ngươi nếu như phải mắng ta cũng nhận. Vì thành đạo, ta làm sai, hơn nữa hết thảy có thể công dã tràng. Nhưng mà, thời khắc này Diệp Thần hoàn toàn không để ý tới sẽ tiểu đạo sĩ. Chỉ vì là, luân hồi mộ địa truyền đến một giọng nói. Đó là thương cổ y thần thanh âm. Thằng nhóc, còn nhớ ngươi đáp ứng ta điều kiện sao? Hiện tại, hoặc giả là lý ước lúc. Diệp Thần hơi ngẩn ra, mở miệng nói, người điều kiện ở vạn ma chi địa. Thương cổ y thần sờ một cái râu, cười nói, lão phu không chỉ tinh thông y thuật, tự nhiên vậy tinh thông thuật bói toán, ta mơ hồ có thể cảm giác được một ít thứ. Cái này vạn ma chi địa, tất cả mọi người đều cho rằng chân quý nhất là thượng cổ tà ma vật, nhưng không biết nơi này còn có như nhau thứ quan trọng hơn. Đó chính là hỗn độn tinh thụ. Đây chính là y đạo người. Mơ tưởng cầu mong đồ, chân chính thần vật à. Đây là nơi đây chân chính chịu đựng, cũng là cơ duyên lớn nhất. Hỗn độn tinh thụ sẽ kết quả này và cây này, ta đều phải. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, mở miệng nói, vật này lớn mạnh như vậy, ngươi xác định ta có thể được. Thương cổ y thần cười một tiếng, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, giúp ngươi có thể. Nhưng là ta hy vọng ngươi giúp ta giải hết Mộ Yên độc. Nếu không, ta tuyệt không đi tìm vậy hỗn độn tinh thụ. Thương cổ y thần nụ cười cứng ngắc, sắc mặt tái xanh, người đang uy hiếp lão phu. Lão phu nhưng mà nổi danh thấy chết mà không cứu. Chém ách cảnh trở ra, tuyệt không thể nào. Diệp Thần nghiêm túc nói, vậy ta không đi. Ngươi liền cùng lần kế vạn ma chi địa mở đi. Ngươi, thương cổ y thần phùng mang trợn mắt, mấy giây sau đó. Một cây quấn vòng quanh bảy màu khí châm cứu xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, thằng nhóc thúi, ngươi là vạn năm qua cái đầu tiên và ta nói điều kiện, tốt. Tốt vô cùng, này kim có thể phá độc. Phá hoàn độc cho lão tử ngoan ngoãn đi tìm hỗn độn tinh thụ. Diệp Thần vui mừng, không do dự nữa, lại càng không để ý ngoại giới tiểu đạo sĩ, châm cứu động một cái. Làm châm cứu vừa ra thời điểm, tiểu đạo sĩ diễn cảm cực độ cổ quái, cái này châm cứu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Châm cứu rơi, thất thải hà quang bọc lại Mộ Yên. Mộ Yên độc tố ngay tức thì rút đi. Không chỉ như vậy, cơ hồ hôn mê Mộ Yên lại mở mắt ra. Tiểu đạo sĩ bối rối, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn con ngươi lại nữa ổn định, mà là kinh hoàng, đây là thương cổ y thần châm cứu. Ngươi làm sao có thể có hắn châm cứu, còn có hắn thủ đoạn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng Diệp Thần, nhưng là giờ phút này Diệp Thần y thuật hoàn toàn rung động hắn. Ở thần quốc, vô số tài bảo và quyền lợi cũng kém hơn thương cổ y thần một kim chân quý à. Thương cổ y thần thực lực có thể không phải cao nhất. Nhưng là y thuật, tuyệt đối dòm ngó ngôi báu thần quốc. Ở thần quốc lại là có đôi lời. Thà đắc tội thiên đạo cung, không thể đắc tội thương cổ thần. Một kim là được cải mệnh. Nghịch thiên cường giả cũng khó trốn chết à. Mà thương cổ y thần là được thay đổi hết thảy. Mộ Yên tỉnh lại, Diệp Thần thở ra một hơi, trong tay châm cứu biến mất. Tiểu đạo sĩ từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nếu có như vậy y thuật, tại sao ban đầu không cứu? Làm hại ta thiếu chút nữa đạo tâm tan vỡ. Diệp Thần không để ý tới sẽ hắn dự định, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng. Dưới mắt, hắn phải ở vạn ma chi địa tìm hỗn độn tinh thụ. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này cơ duyên không thuộc về thương cổ y thần, mà thuộc về mình. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi vào tiểu đạo sĩ trên mình, ngươi ở chỗ này ngây ngô lâu như vậy,
sợ rằng biết hỗn độn tinh thụ vị trí đi. Tiểu đạo sĩ trong mắt kinh hoàng, ngươi làm sao biết? Không cần ngươi quản, ngươi nếu muốn lấy công chuộc tội, liền dẫn ta đi nơi đó. Diệp thần nghiêm túc nói. Tiểu đạo sĩ cũng không nói nhảm, theo ta tới. Mà ngay lúc này, oanh, 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 mộ huyệt đất rung núi chuyển, ở Diệp thần phía sau vách đá trong đó, xuất hiện một cái ma thú to lớn. Ma thú thực lực đã đạt tới thái hư cảnh, một đôi tàn bạo trong mắt, nhìn chằm chằm Diệp thần bọn họ ba người. Tiểu đạo sĩ lẩm bẩm nói nhỏ, ta cũng biết, một khi động thượng cổ tà ma thân thể, bảo vệ thượng cổ tà ma hung thú liền ra tới. Bây giờ kế hoạch toàn bộ để cho Diệp thần đánh loạn, vạn năm huyết ma thú trước thời hạn đi ra. Đi! Diệp thần thi triển ngàn binh bạo trì hoãn vạn năm huyết ma thú mấy phần liền vội nhanh trốn chạy. Hắn liền và vạn năm huyết ma thú chiến đấu dục vọng cũng không có. Bọn họ hiện tại không thể lãng phí thực lực, ở trong này, có thể không cần thiết dây dưa năng lượng nói tốt nhất. Diệp thần kéo mộ yên tay, điên cuồng thoát đi. Tiểu đạo sĩ hắn căn bản không dễ quản, thần thần bí bí, mặc dù nhìn lên không có tu vi, nhưng là tự vệ khẳng định không có vấn đề. Ba người thoát đi, vạn năm huyết ma thú ở sau lưng không ngừng theo sát. Ở phía trước phương truyền tới xào xạc thanh âm, một cái ma thi xuất hiện. Ma thi số lượng không ngừng mở rộng, nhưng là cuối cùng hóa là xương máu. Từ mộ huyệt bên trong lao ra, Diệp thần và mộ yên, đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tiểu đạo sĩ rất là tò mò hỏi, đạo hữu, người mới vừa rồi thả ra năng lượng là binh khí tự bạo, người có thể điều khiển. Ta ở linh võ đại lục nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua loại thủ đoạn này. Diệp thần không để ý tới sẽ, ba người tiếp tục đi đường, tiểu đạo sĩ biết hỗn độn tinh thụ đại khái vị trí. Ngay tại thi đất chỗ sâu nhất, nhưng là vị trí cụ thể ở nơi nào thì không rõ lắm. Hỗn độn tinh thụ, nhưng mà thần vật, nghe nếu như có thể luyện hóa hỗn độn tinh thụ mà nói, có thể chân chính đạt tới bất tử bất diệt thân xác. Là thật là giả, không có ai rõ ràng. Cũng chưa từng có người có thể đủ luyện hóa hỗn độn tinh thụ. Ba ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất, Diệp thần các người bước chân đột nhiên dừng lại, thấy phía trước, nhánh cây che khuất bầu trời, giống như xông vào đám mây. Hỗn độn tinh thụ tản mát ra khí tức nhu hòa, để cho người ta tâm tình thoải mái. Diệp thần phát hiện một ít ma tộc võ giả đi ngang qua, rõ ràng cho thấy hướng về phía hỗn độn tinh thụ đi. Thấy hỗn độn tinh thụ, Diệp thần ba người tăng thêm tốc độ tiến về trước, không tới 4 tiếng. Đã tới hỗn độn tinh thụ phía dưới. Hỗn độn tinh thụ kéo dài vạn dặm, thân cây khổng lồ, trên trăm tên võ giả đưa ra cánh tay, cũng không thể làm thành một vòng. Ở Diệp thần bọn họ bên cạnh, không hề thiếu võ giả, cảnh giác nhìn hắn. Diệp thần nhìn một cái phía trên nhất, phát hiện một ít màu đỏ trái cây. Hỗn độn quả hẳn ngay tại phía trên nhất. Hỗn độn tinh thụ mặc dù khổng lồ, nhưng là hỗn độn quả chỉ có 9 cái. Tại chỗ võ giả, ít nhất có hơn ngàn tên, nửa bước thái hư thậm chí còn thái hư nhất tầng thiên cường giả đều có 10 tên. Diệp thần muốn từ bọn họ trong tay nhổ răng cọp, chỉ sợ không phải như thế dễ dàng. Một hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Muốn lấy được hỗn độn quả, thực lực chỉ bất quá một mặt, chủ yếu nhất là cảm ngộ luân hồi và nói. Lúc này, tiểu đạo sĩ ở Diệp thần cạnh vừa mở miệng. Diệp thần vốn là muốn hỏi thăm một chút, tiểu đạo sĩ nhưng một câu nói cũng không có nói, chỉ là để cho hắn nhìn. Một số võ giả thấy hỗn độn quả, đã bắt đầu leo mỏm đá, nhưng là rất nhanh, bóng người bọn họ liền tại chỗ biến mất. Diệp thần phát hiện, hỗn độn tinh thụ phía trên lá cây, xuất hiện biến mất võ giả bóng người. Một màn này, để cho Diệp thần thấy nhẹ sững sốt một chút. Đây là tình huống gì, thế giới vô biên. Quả nhiên không thiếu cái lạ. Nếu như không thể cảm ngộ luân hồi, liền sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở lá cây bên trong. Tiểu đạo sĩ nói xong nhìn một cái Diệp thần. Đơn thuần hỗn độn tinh thụ khảo nghiệm, liền sẽ để cho một phần lớn võ giả, khốn tại lá cây trong đó. Trọn đời cũng không thể đi ra, hỗn độn quả không chỉ có thể chữa trị Diệp thần thương thế, vẫn có thể lấy được không ít chỗ tốt. Diệp thần cười một tiếng. Hắn dọc theo đường đi đều là sông tới đây, chỉ bất quá khảo nghiệm mà thôi. Hắn tự tin có thể đi ra. Mộ Yên có một quả bùa chú, dù là không đánh lại,
chạy thoát thân không có vấn đề. Hắn vậy không có gì phải lo lắng. Diệp Thần và Mộ Yên dặn dò đôi câu, liền leo lên cây chi, không qua thời gian bao lâu, bóng người tại chỗ biến mất. Tiểu đạo sĩ trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, hy vọng Diệp Thần không có việc gì. Nếu như Diệp Thần chọn đời bị kẹt ở lá cây bên trong, hắn thành đạo đường cũng chỉ kết thúc. Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện cũng không có gì luân hồi ảo cảnh. Cũng không có cái gì lịch luyện. Quỷ dị chính là, hắn lại đã xuất hiện ở hỗn độn tinh thụ chóp đỉnh. Diệp Thần có chút bối rối. Nói xong lịch luyện đâu? Nói xong luân hồi đâu? Mà ngay lúc này, luân hồi mộ địa đột nhiên truyền đến một tiếng cực độ mừng như điên thanh âm. Ta đây là quên, trên mình ngươi huyết mạch là luân hồi huyết mạch. Luân hồi huyết mạch người có, còn muốn cảm ngộ cái gì dám luân hồi à? Ha ha, trời giúp lão phu. Được, tốt vô cùng. Thằng nhóc, lão phu lần đầu tiên cảm thấy ngươi không tệ. Thật là khá. Đây là thương cổ y thần thanh âm. Giờ phút này thương cổ y thần giống như là một cái lão ngoan đồng vậy. Quá hưng phấn. Mà hỗn độn tinh dưới tàng cây tiểu đạo sĩ và rất nhiều võ giả bối rối. Tại sao tất cả mọi người đều phải trải qua khảo nghiệm? Thậm chí phần lớn người cũng đang khảo nghiệm bên trong bỏ mình. Mà thằng nhóc kia, thời gian một cái nháy mắt chính là đi tới chóp đỉnh. Tên này chẳng lẽ là hỗn độn tinh thụ mở cửa sau? Tiểu đạo sĩ diễn cảm cực độ cổ quái, lẩm bẩm nói, ta rốt cuộc rõ ràng sư phụ nói. Người này nếu không phải đạo nguyên, người đó có tư cách giữa đường nguyên. Tên kia vẫn là người sao, như cơ duyên này và khí vận đơn giản là mở treo. Cho người này đầy đủ thời gian, sợ rằng Hiên Viên Mạc Tà đều phải sợ hãi người này đi. Hỗn độn tinh thụ bên trên, Diệp Thần tự nhiên phát hiện hỗn độn quả. Bất quá hắn bên người cũng có mấy người. Hiển nhiên sớm liền đi tới nơi này, miễn cưỡng bước vào vị trí này. Ở chóp đỉnh võ giả không hề nhiều, chỉ có 20 tên, nhưng thực lực yếu nhất đều là phong môn cảnh hậu kỳ. Diệp Thần cả người sắc mặt, hơi có một ít âm trầm. Thế cục bây giờ, đối với hắn vô cùng bất lợi, hỗn độn quả, hắn nhất định phải đạt được. Từ 20 tên cường giả cầm trên tay hạ hỗn độn quả, Diệp Thần áp lực có thể tưởng tượng được. Thật may người mạnh nhất chỉ có thái hư cảnh nhất tầng thiên, hắn còn có một chút cơ hội. 20 tên cường giả, cảnh giác nhìn đối phương, còn như Diệp Thần, mặc dù không biết làm sao trong nháy mắt xuất hiện ở chóp đỉnh, nhưng thực lực bất quá tinh khiếu, đã hoàn toàn bị coi thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một người tinh khiếu cảnh tên yếu mà thôi, nếu như dám cùng bọn họ cướp đoạt hỗn độn quả mà nói, không ngại một cái tát đập chết. Diệp Thần cũng vui vẻ thấy bọn họ khinh thị, tốt nhất bọn họ trước đánh. Giải quyết hết một số võ giả, đến lúc đó hắn sẽ ra tay. Chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ, 20 tên cường giả lẫn nhau tranh đấu, kinh khủng hơi thở khắp nơi lan truyền. Diệp Thần tránh ở một bên, âm thầm xem xét, chờ đợi bọn họ đánh kém không nhiều, sẽ ra tay. Rất nhanh, ở hỗn độn tinh thụ phía trên, tranh đấu đã sắp kém không nhiều, tình cảnh lên chỉ còn lại 3 tên cường giả. Cái này 3 tên cường giả mang thương. Phỏng đoán tối đa chỉ có thể bùng nổ phong môn tầng 8 tầng 9 thiên lực lượng. Bọn họ thương thế trên người, đối với Diệp Thần mà nói, đây là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Ở trên tay hắn thú hủ kiếm và chu thiên thần ma thương, đồng thời nắm trong tay, cả người bóng người, giống như một đạo tia chớp, bỗng nhiên xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, trong đó một người cường giả thấy một màn này, bên trong đôi mắt thoáng qua một chút lãnh mang. Một cái tinh khiếu cảnh, cũng dám ở bọn họ trước mặt, cướp đoạt hỗn độn quả. Trong tay hắn lợi kiếm trực tiếp rơi xuống, muốn một chiêu trong nháy mắt giết Diệp Thần. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm bỗng nhiên bây giờ nâng lên, một đạo cực hạn kiếm quang, nháy mắt bây giờ rơi xuống. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một tiếng nổ tiếng vang. Phong môn cảnh cường giả chân mày thượng thiêu, lại có thể tiếp lấy hắn một chiêu. Hắn thừa nhận có chút nhỏ xem Diệp Thần, bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. Diệp Thần bóng người đã hướng hắn xông lại, chu thiên thần ma thương vào lúc này trực tiếp nâng lên. Toái tinh, một thương oanh đánh ra, đưa tới không gian từng cơn tiếng vang, giống như ác quỷ đang gầm thét. Oanh,
vậy cường giả bắt được trong tay lợi kiếm để ngăn cản, cả người bóng người lui về phía sau ba bước. Giờ phút này sắc mặt hắn hoàn toàn âm trầm xuống, mới vừa Diệp Thần nhất kích, để cho hắn cảm giác được trong cơ thể máu loãng đang rung chuyển. Mới vừa rồi khinh địch, để cho hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Đây tuyệt đối không phải tinh khiếu cảnh có thể phát huy ra được uy lực. Còn thừa lại hai người cường giả cảm nhận được một hồi uy hiếp, quyết định đồng loạt ra tay, trước giải quyết hết Diệp Thần, đến lúc đó tranh cãi nữa đoạt hỗn độn quả. Ba tên cường giả ngay tức thì xông lại, Diệp Thần trên người bất hủ thần thể và ma khu, đồng thời bộc phát ra. Một kim tối sầm ở hắn bề mặt lưu động. Vạn ma kinh lôi kiếm. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trong tay thú hủ kiếm, trong nháy mắt bây giờ nâng lên. Chanh, chanh, chanh. Thú hủ kiếm bộc phát ra thanh thúy tiếng vang, lục đạo kiếm thần hơi thở, tràn ngập ở bốn phía. Ba tên cường giả đột nhiên phát hiện mình tốc độ đổi được có một ít chậm chạp, quá quỷ dị. Cực hạn kiếm quang, bộc phát ra ánh sáng sáng chói, bỗng nhiên rơi xuống. Ba tên cường giả chỉ có thể mỗi người vận dụng tay mình đoạn để ngăn cản. Một kiếm ngăn cản, nhưng mà ngoài ra một kiếm đã ầm ầm rơi xuống. Diệp Thần phát hiện linh lực của mình đang nhanh chóng chạy mất, nhưng hiện tại cũng không chiếu cố được như thế nhiều. Trước cầm trước mắt ba tên bị thương cường giả giải quyết hết nói sau. Từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra hồn khí, trong nháy mắt ném ra. Oanh! Ba người thần hồn chấn động một cái đáng. Con người vạn phần hoảng sợ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, người này còn là một vị hồn tu. Hơn nữa còn là cực kỳ cường đại hồn tu. Ở bọn họ thần hồn thiệt hại nặng lúc đó, mấy đạo vũ khí trôi lơ lửng ở quanh thân. Đột nhiên! Năng lượng tràn ngập. Ngàn binh bảo. Một tiếng nổ vang, ba tên cường giả khóe miệng tràn ra một chút máu loãng. Mới vừa rồi ứng phó không kịp, nếu không cũng sẽ không bị thương. Diệp Thần trên mặt ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, thân ảnh quỷ mị bỗng nhiên xông tới. Chu Thiên Thần Ma Thương và Thú Hủ Kiếm, hai người đồng thời cua múa đi ra ngoài. Phịch, phịch. Một nhát thương đâm thấu một người võ giả thân thể. Máu loãng nhỏ xuống ở trong hư không. Diệp Thần thu hồi Chu Thiên Thần Ma Thương, đưa ra chỉ một cái, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, thiên ma chỉ một cái. Bây giờ là đánh chết những thứ này bị thương cường giả nhất thời cơ tốt. Nếu như bọn họ vận dụng thuật pháp, ngắn ngủi khôi phục thực lực, thì phiền toái. Vô tận ma khí không ngừng tràn vào tới ngón tay trong đó, một đạo ánh sáng màu đen, bỗng nhiên rơi xuống. Vèo. Vậy cường giả thấy một màn này, đổ hít hơi khí lạnh, Diệp Thần không có chút do dự nào. Thú hủ kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Oanh! Một kiếm ra, gã cường giả kia thân thể bị chém nứt thành hai nửa. Còn lại hai người sức uy hiếp cường giả, cảnh giác nhìn Diệp Thần, sau đó hai người liều chết xông tới. Trong hư không, không biết lúc nào, ma khí bao phủ, xuất hiện một cái màu đen nhánh trong mắt. Trong mắt truyền tới kinh khủng hơi thở, ma khí phun trào. Ở hỗn độn tinh thụ phía dưới, vẫn không có động thủ ma ảnh thấy ác ma mắt, khóe miệng toát ra một chút cười nhạt. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể gặp phải Diệp Thần. Mà Diệp Thần, lại chính là vậy Diệt Tôn Tông Viêm Khôn. Hắn thực lực đủ cường đại, bất quá hắn không ngại tiêu hao tất cả mọi người lực lượng. Quân ma Trần có lệnh, vạn ma chi địa hết thảy đều là thuộc về quân ma Trần. Người bất kỳ cũng đừng nghĩ mang đi. Bao gồm cái này hỗn độn quả và tinh thần chi cây. Vốn là lấy là Diệp Thần cũng không có ở vạn ma chi địa, bây giờ nhìn lại, đã lén lén lút lút đi vào. Ác ma mắt hơi thở lưu động, để cho còn lại hai người cường giả, sắc mặt đổi được kinh hoàng. Cái này mặc dù không đạt tới ma đế ác ma mắt. Nhưng Diệp Thần mở sau đó, nhưng là có một phần chia ma đế khí vận. Đủ để cho hết thảy cường giả thần phục. Ngươi là Diệp Thần. Trong đó một người cường giả mở miệng. Bây giờ mới biết, bất quá đã muộn. Diệp Thần khóe miệng toát ra một chút cười nhạt, ác ma mắt chậm rãi mở ra. Ma khí ở trong một cái chớp mắt này, phún ra ngoài. Bọn họ hai người đã biết Diệp Thần thân phận, tự nhiên không thể nào để cho bọn họ hai cái còn sống rời đi. Tiếng kêu thê thảm vang lên. Bọn họ trong mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Thần.
Làm sao vậy không nghĩ tới, ở ma tộc trong đó hắn không trốn, lắc mình một cái, lại trở thành Diệt Tôn Tông tông chủ. Chỉ tiếc bây giờ biết, đã chậm, bọn họ có thể cảm giác đến mình sinh mạng hơi thở, đang không ngừng chạy mất. Oanh! Ác ma mắt trong mắt dần dần tiêu tán, Diệp Thần sắc mặt vậy trắng bệch liền mấy phần. Mới vừa rồi vận dụng ác ma mắt, trong cơ thể hắn tiêu hao năng lượng chân thực quá nhiều. Nếu là có ma đế thì triển ác ma mắt uy lực, có lẽ hết thảy liền kết thúc. Chỉ tiếc, hiện tại ma đế cực kỳ yếu ớt, hắn không thể để cho ma đế ra tay. Hơn nữa phải ở chỗ này tìm được thuộc về ma đế cơ duyên. Diệp Thần đi tới hỗn độn quả nhánh cây, cầm tất cả hỗn độn quả bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong, quyết định rời đi. Đi qua thời gian dài như vậy, Mộ Yên và tiểu đạo sĩ cũng không biết thế nào. Hắn từ hỗn độn tinh thụ phía trên xuống, nhưng phát hiện Mộ Yên lại bị thương. Rất hiển nhiên, nàng ở phía dưới bị ma tộc võ giả công kích. Diệp Thần xuất hiện một khắc kia, Mộ Yên trong mắt dần dần sáng lên. Diệp Thần đi tới Mộ Yên bên người, mắt lạnh nhìn chung quanh ma tộc võ giả. Ba tên ma tộc võ giả thấy Diệp Thần, khóe miệng toát ra một chút cười nhạt. Tới một người trợ giúp, chỉ bất quá tinh khiếu cảnh mà thôi, bọn họ dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết. Diệp Thần không nói câu nào, thú hủ kiếm nắm trong tay, từng bước một đi tới bên cạnh bọn họ. Diệp Thần, ngươi! Mộ Yên vừa định muốn nói gì, Diệp Thần mở miệng nói, hỗn độn quả, ta đã bắt được. Nghe gặp Diệp Thần mà nói, Mộ Yên một viên lo lắng lòng, rốt cuộc yên tâm lại. Ba tên ma tộc võ giả nghe gặp hỗn độn quả ba chữ, bên trong đôi mắt toát ra thần sắc tham lam. Giao ra hỗn độn quả, ta có thể tha ngươi không chết. Diệp Thần cười không nói, muốn hắn hỗn độn quả, cũng phải xem, có hay không mệnh cầm. Thú hủ kiếm chém đánh ra, ba người tại chỗ hóa là một phiến xương máu. Diệp Thần nhìn một cái Mộ Yên, nói thẳng, ngươi mau rời khỏi nơi này. Mộ Yên ngẩn ra, vậy ngươi đâu? Diệp Thần nhìn về phía vậy hỗn độn tinh thụ, ánh sáng lóe lên, ta muốn luyện hóa hỗn độn tinh thụ. Lời này vừa nói ra, tiểu đạo sĩ và Mộ Yên đồng loạt biến sắc. Diệp Thần lại muốn luyện hóa cái này thần vật. Nổi điên sao? Nhưng mà, nói còn chưa nói lối ra, một đạo tiếng vỗ tay đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. Diệp Thần à Diệp Thần, người thật đúng là để cho ý ta bên ngoài. Ma tôn đại nhân cũng không dám luyện hóa hỗn độn tinh thụ, ngươi lại dám. Ngươi có biết cái này hỗn độn tinh thụ ý vị như thế nào? Đây chính là hỗn độn sơ khai một quả hạt giống. Nó có thế giới căn nguyên lực. Bất kỳ con kiến hôi đều không cách nào dung chuyển căn nguyên lực. Ngươi nói, đơn giản là một cái thiên đại cười nhạo. Ngươi còn mưu toan luyện hóa, ngươi liền năng lực tự vệ cũng không có. Ngươi hiện tại bị thương. Ngươi cảm thấy ngươi có thể từ ta trên tay chạy khỏi. Diệp Thần trong mắt sửng dưng, không có vẻ sợ hãi. Ma ảnh, hắn cố nhiên không địch lại. Nhưng là hắn có hậu thủ. Hỗn độn tinh thụ là thương cổ y thần muốn hắn luyện hóa. Hiện tại đụng phải một chút phiền toái, thương cổ y thần có phải hay không nên ra tay? Đây không phải là nói điều kiện, mà là thương cổ y thần hôm nay phải rời núi. Luân hồi mộ địa bên trong. Diệp Thần ngưng mắt nhìn thương cổ y thần, mở miệng nói, hỗn độn tinh thụ là ngươi muốn, hiện tại người này ngăn ở trước mặt, ngươi có phải hay không phải làm gì? Ngươi không phải một kim có thể trong nháy mắt giết thái hư đỉnh cấp sao? Vừa vặn, ta cũng muốn xem ngươi cái này thần quốc truyền thuyết cấp thần y, rốt cuộc thực lực gì? Thương cổ y thần hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc, ở linh võ đại lục, thậm chí còn thần quốc, cho tới bây giờ cũng không người nào dám và ta nói điều kiện. Người cái này liên tiếp nói điều kiện, thật lấy là đè ở lão phu. Diệp Thần nhún vai một cái, vậy coi như ta chưa nói qua, xem ra vậy hỗn độn tinh thụ, là không lấy được rồi. Bất quá ngươi muốn hỗn độn quả, ta đã lấy được rồi, cũng coi là hoàn thành ngươi cam kết. Thương cổ y thần nét mặt già nua có chút tức giận, nhưng vẫn là áp chế xuống, thằng nhóc thúi, ngươi nhưng mà ở bên bờ tử vong dò xét. Lão phu sống nhiều năm như vậy. Ngươi là cái đầu tiên dám như thế đối với lão phu nói chuyện. Nếu như không phải là xem ở ngươi đối với ta còn hữu dụng phân thượng, lão phu châm cứu đâm chết ngươi. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười như ý,
vậy ngươi ngược lại là bó ta nha, ta cầu bó. Đáng tiếc vậy hỗn độn tinh thụ, phỏng đoán phải bị quân ma Trần mang đi nha. Thương cổ y thần trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, lão phu nhận thua. Ngươi hài lòng chưa, cái này châm cứu cho ngươi, thời khắc mấu chốt có thể phóng thích chí cường nhất kích, bất quá bởi vì ta không phải bản thể. Thương cổ châm cứu tự nhiên không thể nào trong nháy mắt giết thái hư đỉnh cấp, nhưng đối với vác thái hư cảnh trung kỳ, hay là làm lấy được. Nhớ, hỗn độn tinh thụ nhất định phải cho lão phu luyện hóa. Nếu không lão phu có 10.000 loại phương pháp để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Diệp thần năm ngón tay nắm chặt, một cây hiện lên thất thải quang mang châm cứu hạ xuống lòng bàn tay. Cố nhiên không có phóng thích, nhưng là hắn vẫn có thể cảm giác được châm cứu bên trong hàm chứa dạng gì lực lượng. Thứ tốt à! Thậm chí Diệp thần không hy vọng dùng vật này đối kháng ma ảnh. Như vậy bảo vệ tánh mạng vật, lãng phí thì thật là đáng tiếc. Mấu chốt thương cổ y thần và cái khác đại năng hoàn toàn khác nhau, triệt triệt để vắt cổ chảy ra nước. Lần kế còn muốn hắn cầm ra đồ, khó như lên trời. Diệp thần trở về đến thực tế bên trong, có nhiều thú vị nhìn ma ảnh nói, ma ảnh, tại sao luôn là ngươi con chó này động thủ, không phải quân ma Trần muốn giết ta sao, vì sao hắn không trực tiếp ra tay? Hoặc giả là hắn sợ ma đế hơi thở. Ma ảnh hừ lạnh một tiếng. Giết một mình ngươi tinh khiếu con kiến hôi, làm sao cần ma tôn ra tay. Cố nhiên trên mình ngươi có chút liên quan tới ma đế đồ, nhưng là ngươi vậy còn muốn chết. Một giây kế tiếp, ma ảnh quanh thân cuộn sạch vô biên đợt khí, trong tay lại là sử dụng một chuôi ma kiếm. Vừa mới chuẩn bị hướng Diệp thần đi. Dị tượng nổi lên. Toàn bộ vạn ma chi địa chấn động tấn công tới, mây đen tối om om một mảng lớn, phía trước cát bay đá chạy, thanh âm nặng nề vang lên. Ma ảnh con ngươi trầm xuống, linh thức phóng thích mở, ngay tức thì biến sắc. Vô tận ma thi tụ đến. Không chỉ như vậy, còn có ba tôn hơi thở sánh vai thái hư thượng cổ tà ma chi thi. Ba tôn tà ma chi thi, cũng đã đủ trong nháy mắt giết tại chỗ bất kỳ võ giả. Ma ảnh thậm chí buông tha đối với Diệp thần động thủ dự định. Nếu như ở Diệp thần trên mình tổn hao quá nhiều lực lượng, hắn muốn đi ra cái này vạn ma chi địa cũng không khả năng. Mà Diệp thần trong mắt nhưng là lóe lên mừng như điên. Hắn bây giờ không cách nào đối kháng ma ảnh, mà đây chút thượng cổ tà ma tới thật là kịp thời. Mặc dù hắn vậy sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chí ít có thể giúp hắn phân tán một ít kẻ địch. Mấu chốt hắn phát hiện những thứ này tà ma đều là hướng hỗn độn tinh thụ đi. Hiển nhiên cũng là vì hỗn độn tinh thụ. Vô tận tà ma càng ngày càng gần, có chút võ giả hai chân đã ở nhẫn không ngừng run rẩy. Sợ hãi tràn ngập ở lòng của mỗi người đầu bên trong. Xào xạc. Vào lúc này, hỗn độn tinh thụ truyền tới tiếng âm, bay xuống lá cây, tạo thành bảo vệ che chở. Bao phủ ở chu vi 5 km phạm vi. Hỗn độn tinh thụ vậy cảm nhận được uy hiếp, mới sẽ chọn lựa các biện pháp. Thấy hỗn độn tinh thụ lá cây bao phủ ở, một số võ giả nội tâm yên tâm không thiếu. Diệp thần nội tâm nhưng không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Những thứ này tà ma chi thi là có tính mục đích công kích. Nếu như không có chuẩn bị nói, làm sao có thể sẽ công kích hỗn độn tinh thụ. Hắn suy đoán, ở sau lưng nhất định có người đang khống chế những thứ này tà ma chi thi. Tiểu đạo sĩ, hỗn độn tinh thụ, ma đế, cái này rất nhiều liên lạc, chứng minh cái này vạn ma chi địa tuyệt không bình thường. Bọn họ những võ giả này, không thể nào cả đời lưu lại ở hỗn độn tinh thụ bên trong. Hơn nữa có thể ngăn cản bao lâu, vẫn là một cái ẩn số. Oanh, oanh, oanh. Ở bên ngoài, tà ma chi thi và ma thi không ngừng công kích, truyền tới từng tiếng nổ tiếng vang. Tình huống trước mắt, tạm thời không có vấn đề, thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc lâu sau, lá cây hình thành bảo vệ che chở, xuất hiện một cái lỗ hổng. Lỗ hổng xuất hiện, tràn vào một ít ma thi, võ giả nhanh chóng xông tới, để ngăn cản những thứ này ma thi. Mùi máu tanh bắt đầu lan tràn. Tức giận tiếng kêu thảm thiết, không ngừng lọt vào tai. Diệp thần có thể phỏng đoán đến, một khi tất cả tà ma tràn vào, nơi này sợ rằng sẽ trở thành là địa ngục nhân gian. Bọn họ những võ giả này một cái cũng không thể may mắn tránh khỏi. Tiểu đạo sĩ ở một bên yên lặng không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh càng ngày càng nhiều lỗ hổng xuất hiện,
ma ảnh cũng không khỏi không gia nhập chiến đấu, đối kháng thượng cổ tà ma. Xông vào ma thi, thực lực cũng tương đối yếu, Diệp Thần bọn họ có thể tùy tiện đánh chết. Nhưng là cũng không ngừng hao tổn trước linh lực. Diệp Thần đi tới tiểu đạo sĩ thân vừa mở miệng nói, người đối với chỗ này rõ ràng, có thể hay không nghĩ biện pháp rời đi. Lỗ hổng đã càng ngày càng nhiều, bảo vệ che chở bể tan tành chỉ bất quá vấn đề thời gian sớm hay muộn. Tiểu đạo sĩ lắc đầu một cái, chân mày ngưng. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Diệp Thần thần sắc dần dần ảm đạm xuống, nếu như không có kỳ tích phát sinh, hắn đã có thể dự đoán đến, nơi đây đến lúc đó liền sẽ biến thành một cái địa ngục nhân gian. Bảo vòng bảo vệ lỗ hổng càng ngày càng lớn, cần vận dụng càng nhiều hơn võ giả, thật may còn dư lại thượng cổ tà ma chi thi bây giờ còn chưa có xông vào. Đột nhiên, phịch, toàn bộ bảo vệ che chở nứt ra, vô tận ma khí điên cuồng xông lại. Giờ khắc này, tại chỗ bất kỳ võ giả cũng không thể may mắn tránh khỏi, toàn bộ gia nhập cuộc chiến đấu này bên trong. Diệp Thần tay cầm Chu Thiên Thần ma thương và thú hủ kiếm xông tới và ma thi chém giết. Mộ Yên cũng không nói nhảm, ma khí phóng thích, thi triển thuật pháp. Vô số đạo ma quang bắn ra. Ngắn ngủi không tới 2 giờ, còn lại tiến vào vạn ma chi địa ma tộc võ giả cũng đã chết một nửa. Mùi máu tanh tràn ngập trên không trung, Diệp Thần trên người bất hủ ý phún ra ngoài, thi triển vạn ma kinh lôi kiếm, một kiếm chém ra đi. Mang đi một mảng lớn ma thi, nhưng là những thứ này ma thi chân thực quá nhiều, mới vừa đánh chết ra một con đường, ma thi thì sẽ một ủng tới xông lại, căn bản không cho võ giả bất kỳ chạy trốn cơ hội. Tà ma chi thi đã bắt đầu phát động công kích, mỗi một đạo ma kỹ thi triển, đều có võ giả phát ra tiếng kêu thê thảm. Thân thể trong nháy mắt 4-5 chia ra, máu loãng lưu trên mặt đất, đã sắp máu chảy thành sông. Diệp Thần linh lực trong cơ thể, càng ngày càng thiếu, tiếp tục như vậy nữa, hắn vậy không kiên trì được bao lâu. Hắn bóng người không ngừng lui về phía sau, nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện Mộ Yên đã bị bao vây. Đang chật vật ngăn cản, hắn xoay người lại đến Mộ Yên bên người, thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần ma thương không ngừng cua múa. Giải quyết hết Mộ Yên nguy cơ, đi tới tiểu đạo sĩ trước mặt. Có không có cách nào, ngăn cản một chút tà ma chi thi. Ban đầu tà ma chi thi thấy tiểu đạo sĩ nghiêng đầu mà chạy, nhất định có đặc thù gì địa phương. Chỉ cần có thể ngăn cản tà ma chi thi nhịp bước, những thứ này ma thi không đủ gây sợ hãi. Tiểu đạo sĩ trầm tư một chút, cuối cùng gật đầu một cái, ta tu luyện và các ngươi võ đạo không giống nhau, ta tu luyện là đạo tâm, theo đuổi hỏi. Chỉ là, ta như thi triển vậy thuật pháp, ta hỏi đường sẽ có ảnh hưởng. Thôi, đây cũng là nhân quả. Nói xong, không cùng Diệp Thần phản ứng, hắn quanh thân trôi lơ lửng ra một đạo bát quái hư ảnh, rồi sau đó cả người sừng sững ở trong hư không. Trong tay hắn phất trần bay lượn, toàn thân bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Phất trần bỗng nhiên trở nên lớn, tiểu đạo sĩ sừng sững ở phất trần bên trên, ngón tay đánh ra một cái kỳ quái dấu vết. Dấu vết phía trên khắc vẽ một đóa hoa múi, rơi vào tà ma chi thi trên trán mặt. Phịch. Dấu vết tiến vào trán bên trong, tà ma chi thi đứng tại chỗ một hơi một tí. Phất trần đổi hồi lúc đầu hình dáng, tiểu đạo sĩ rất rơi trên mặt đất. Trên mặt không có bất kỳ màu máu, cực kỳ yếu ớt. Diệp Thần ôm lấy tiểu đạo sĩ, giao cho Mộ Yên. Ta tận lực, chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ ta ở mộ huyệt lừa dối. Ta nói, như cũng không đủ sâu. Khả năng này là sư phụ để cho ta ở lại chỗ này nguyên nhân đi. Tiểu đạo sĩ yếu ớt mở miệng. Diệp Thần cười một tiếng, hắn ngược lại là không muốn tiểu đạo sĩ lại còn không có thích trong lòng. Ta không trách ngươi, vậy không hy vọng ngươi đạo tâm bởi vì sự kiện kia bị ảnh hưởng. Hiện tại thượng cổ tà ma chi thi đã dừng lại nhịp bước, tiếp theo những thứ này ma thi, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Các phe thế lực võ giả thấy thượng cổ tà ma chi thi dừng lại, trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Chỉ cần thượng cổ tà ma chi thi không tấn công nữa, bọn họ là có thể giải quyết hết những thứ này thông thường ma thi. Những võ giả này giết mù quáng, điên cuồng hướng ma thi xông tới. Giết hại một khắc cũng không có dừng, mắt gặp ma thi càng ngày càng thiếu, bọn họ thắng lợi trong tầm mắt. Tà ma chi thi nhưng phát ra quỷ dị tiếng vang. Phốc suy. Tiểu đạo sĩ một búng máu phun ra ngoài,
vốn là không có màu máu gò má, đổi được hơn nữa trắng bệch. Hắn cho tà ma chi thi trồng dấu vết, bị phá trừ. Tà ma chi thi giống như thú tính đại phát, công kích càng thêm hung mãnh. Không chỉ có như vậy, ở bọn họ phía sau, lại đi ra càng ngày càng nhiều ma thi. Vừa mới bắt đầu chỉ bất quá món khai vị mà thôi. Vốn là lấy là có thể xông ra võ giả, bên trong đôi mắt hoàn toàn đổi được tuyệt vọng. Bây giờ tình huống phải làm gì? Không có ai nói cho bọn họ, tử vong bao phủ ở cả người trong lòng phía trên. Ông, hỗn độn tinh thụ phát ra nặng nề tiếng vang, ở trong hư không, đột nhiên xuất hiện một người ông già. Hỗn độn tinh thụ cây hồn. Ông già đưa ra chỉ một cái, một đạo màu xanh đậm ánh sáng, xông vào thượng cổ tà ma chi thi trong thân thể. Oanh! Tà ma chi thi thân thể, trong nháy mắt nổ. Mặt của lão giả sắc, hơi có chút trắng bệch, đừng xem hắn có thể hời hợt trong nháy mắt giết thượng cổ tà ma chi thi, nhưng là vậy phải bỏ ra một ít giá phải trả. Nếu không sớm ở tà ma chi thi lúc đi ra, hỗn độn tinh thụ liền sẽ trực tiếp ra tay. Các hạ, đi ra đi. Ông già tiếng nói vừa dứt, núp ở trong hư không, xuất hiện một đạo thân ảnh. Đối phương người mặc áo bào đen, mang trên mặt mặt nạ, không thấy rõ khuôn mặt, trên người hắn tản mát ra hơi thở, lại là thái hư đỉnh cấp. Vượt xa ma ảnh. Những thứ này thượng cổ tà ma chi thi lại toàn bộ đều là do hắn điều khiển. Giao ra hỗn độn tinh thụ tâm. Hắn đi tới hỗn độn tinh thụ mục đích chủ yếu nhất chính là hỗn độn tâm. Còn như những võ giả này, chẳng qua là kế hoạch trong đó một phần chia mà thôi, hắn căn bản không có để ở trong lòng mặt. Muốn hỗn độn tâm, không thể nào. Ông già nhẹ lắc đầu, một khi giao ra hỗn độn tâm, hỗn độn tinh thụ sẽ nhanh chóng khô héo. Thái hư đỉnh cấp nam tử không nói nhảm nữa, cả người trực tiếp xông tới. Ở phía dưới, thượng cổ tà ma chi thi dục dịch, bắt đầu điên cuồng công kích. Giải quyết hết một đầu tà ma chi thi. Đối với bọn họ mà nói, tóm lại áp lực giảm bớt một chút. Diệp thần phía trước, lại một trên đầu cổ tà ma chi thi hướng hắn bóng người xông lại. Đè nén hơi thở ngay tức thì lan truyền. Diệp thần tay cầm thú hủ kiếm quỷ mị giống vậy bóng người, bỗng nhiên bây giờ xông tới. Nhưng là một giây kế tiếp, đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện huyết mạch của mình quỷ dị bắt đầu vận chuyển. Đây là lăng phong thần mạch. Lăng phong thần mạch có thể hấp thu hết thảy lực lượng, làm hấp thu đầy đặn lúc đó, liền có thể trở thành chí cường nhất kích. Hiện tại, cái này thượng cổ tà ma chi thi chính là lăng phong thần mạch tốt nhất nuôi liệu. Tà ma chi thi nâng lên to lớn cánh tay, biến dạng không gian, bỗng nhiên rơi xuống. Nhưng mà Diệp thần không có bất kỳ ngăn trở, rất miễn cưỡng đối phó thượng cổ tà ma chi thi nhất kích. Diệp thần thân thể bị lật. Có chút chật vật. Nhưng mà, Diệp thần trên mặt viết đầy kích động. Hắn có thể cảm giác mình lăng phong thần mạch đang sôi trào. Đối phương công kích càng mạnh, không ổn định lăng phong thần mạch hấp thu càng nhiều. Đây chính là đến gần thái hư lực lượng. Đến lúc đó lăng phong thần mạch phóng thích hết thảy thời điểm, đó là cái gì khái niệm? Diệp thần, người không phải vậy thượng cổ tà ma đối thủ, người mau trở lại. Mộ khói mở miệng nói. Nhưng mà... Diệp thần nhưng là lau sạch khóe miệng vết máu, cười. Thượng cổ tà ma lực lượng vẫn là quá nhỏ, lại lớn một chút. Dứt lời, kiếm quang tùy ý phun trào, trên mặt đất, xuất hiện từng tia vết rách, không ngừng mở rộng. Gió lớn bay lượn, quỷ khóc sói chu, một đạo cực hạn kiếm quang, điên cuồng xông lên đi giết. Ở bọn họ hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, chấn động to lớn, đưa tới cát bay đá chạy. Diệp thần bóng người không ngừng lui về phía sau và tà ma chi thi kéo ra khoảng cách. Tuy khắp nơi chật vật, nhưng mà Diệp thần nụ cười nhưng càng ngày càng thịnh. Chỉ vì làm cho này thượng cổ tà ma là hắn cơ duyên. Lại là lăng phong thần mạch cơ duyên. Bất quá Diệp thần vậy không thể nào để cho thượng cổ tà ma ra tay, hắn ở giao thủ hết sức, lần lượt chui luyện vũ khí của mình. Chu thiên thần ma thương nắm trong tay. Một thương một kiếm điên cuồng công kích ở tà ma chi thi trên thân thể mặt. Tà ma chi thi thân thể, cứng rắn như thiết, mỗi một lần đánh vào hắn trên mình, cũng truyền tới một hồi tia lửa. Trước mắt Diệp thần thực lực, muốn để cho tà ma chi thi bị thương, không muốn biết quơ múa bao nhiêu lần, mới có thể thành công. Một kiếm một thương,
lợi dụng tốc độ cực nhanh, đánh vào tà ma chi thi trên thân thể mặt. Mỗi một lần công kích, Diệp Thần cũng dùng hết toàn lực, tà ma chi thi phát ra tức giận tiếng gào. Hắn có thể cảm giác đã có một con kiến hôi, một mực đang công kích mình. Để cho hắn có chút nổi điên, nếu không phải bởi vì tốc độ chậm rãi nói, hắn đã sớm một cái tát đem đập chết. Diệp Thần phát hiện linh lực trong cơ thể, mau phải tiêu hao kém không nhiều, nhưng là Lăng Phong thần mạch tồn trữ năng lượng vượt đến gần đỉnh phong. Vốn là vây công tà ma chi thi võ giả, đã có không thiếu chết. Không khí chung quanh bên trong, tràn ngập mùi máu tanh, Diệp Thần tốc độ có chút hạ xuống. Hắn tiêu hao năng lượng, càng ngày càng nhiều, không thể lại chống đỡ tiếp. Diệp Thần chuẩn bị rút lui, nhưng là tà ma chi thi một cặp tròng mắt phong tỏa lại hắn. Tà ma chi thi vẫn đang đợi cơ hội, hắn muốn một cái tát giải quyết hết cái này con kiến hôi. Một cánh tay nâng lên, dương ra năm ngón tay, hướng Diệp Thần bóng người điên cuồng vỗ xuống. Nếu như là trước khi tốc độ, Diệp Thần còn có nắm chắc rời đi, chỉ bất quá bây giờ nói, căn bản không được. Không thể lui được nữa, Diệp Thần cắn răng một cái, quyết định chống cự tà ma chi thi nhất kích. Lăng Phong thần mạch kích hoạt đến mức tận cùng. Oanh! Tà ma chi thi bàn tay lớn rơi xuống, Diệp Thần nâng lên thú hủ kiếm và chu thiên thần ma thương để ngăn cản. Phốc suy! Diệp Thần lần nữa bị đánh bay. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn trong cái hố sâu. Bụi mù cuồn cuộn lên. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Thần lần nữa cười. Thương thế trên người của hắn lại giảm bớt. Bởi vì hắn lại có thể đang chiến đấu đột phá. Ở lần lượt đòn nghiêm trọng sau đó đột phá. Tinh khiếu cảnh tầng 5 thiên. Cho đến tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên mới ngừng lại. Diệp Thần biết, đây cũng là lần trước Trần Bia tích trữ ở đan điền vẫn chưa có hoàn toàn thả ra lực lượng. Lăng Phong thần mạch không ngừng kích hoạt, để cho bộ phận này lực lượng hồi phục. Dĩ nhiên, đột phá không phải để cho Diệp Thần cao hứng nhất chuyện. Hắn cao hứng nhất là phát hiện Lăng Phong thần mạch lực lượng bởi vì cái này thượng cổ tà ma chi thi một kích tối hậu, đạt đến mức tận cùng. Hoàn toàn kích hoạt. Hơn nữa, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái chữ viết cổ xưa. Lăng. Chỉ cần Diệp Thần muốn, hắn liền có thể đưa tay lòng cái này chữ viết cấm chế mở ra. Đến lúc đó đoạn thời gian này góp nhặt hết thảy lực lượng cũng sẽ phóng thích. Đây là thượng cổ tà ma lực, đây là vật kịch độc, đây là huyền bia lực lượng. Tuyệt đối có thể chống lại thái hư tồn tại. Nhưng mà, Diệp Thần nụ cười rất nhanh cứng ngắc. Bởi vì thượng cổ tà ma lần nữa vào tới. Hắn bây giờ không cần thiết hấp thu nữa đối phương lực lượng. Không do dự nữa, xoay người thoát đi. Tà ma chi thi lại tới một cái tát mà nói, hắn có thể không có tự tin có thể ngăn trở. Vốn là tà ma chi thi lấy là Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết nhìn chăm chăm vừa thấy, Diệp Thần cũng chưa chết, hắn muốn phải đi đuổi giết, nhưng mà không thiếu cường giả vào tới, để cho hắn tự lo không xong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần rời đi. Diệp Thần trở lại Mộ Yên bên người, Mộ Yên diễn cảm cổ quái, trên mình ngươi lại không có quá nhiều thương thế. Ta rõ ràng gặp ngươi bị thượng cổ tà ma đánh bẹp, như vậy chật vật. Không đúng, ngươi lại vẫn đột phá, hơn nữa còn đột phá hai cảnh giới. Tinh khiếu cảnh một cái cảnh giới nhỏ, liền có thể là linh võ đại lục võ giả cả đời những ràng buộc, mà ngươi nhưng là bị ngược thì trở nên mạnh. Mộ Yên lui về phía sau một bước, Diệp Thần, người rốt cuộc là quái vật gì? Mộ Yên bởi vì là quan hệ của phụ thân, vậy gặp qua một ít ngày mới. Nhưng mà xem Diệp Thần như vậy thiên tài, chưa bao giờ nghe. Diệp Thần không có giải thích, hắn ánh mắt nhìn về phía lão giả và áo bào đen thái hư cường giả đỉnh phong đánh một trận. Loại cấp bậc này chiến đấu, cho dù là Diệp Thần cũng không có tư cách tham gia, hơi thở là có thể để cho hắn chấn động mà chết. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tà ma chi thi đã chết một đầu, bất quá cũng để cho võ giả bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Hư không phía trên chiến đấu, vậy sắp đến gần hồi cuối, thắng bại hẳn lập tức phải phân ra tới. Diệp Thần cảm giác, ông già sợ rằng phải đánh bại. Đúng như dự đoán, nửa giờ sau đó, ông già yếu ớt bóng người, rớt rơi xuống mặt đất. Hắn vốn chính là hư ảo linh hồn. Hơn nữa ban đầu ra tay chớp nhoáng giết chết một cái tà ma chi thi. Đã để cho hắn bỏ ra một ít giá phải trả.
phía dưới chiến đấu đã dừng lại, không cần thiết đánh tiếp nữa. Ông già bại, bọn họ chết. Giao ra hỗn độn tâm, người còn có thể kéo dài hơi tàn 2 năm, nhưng nếu không, bắt được hỗn độn tâm, lập tức để cho ngươi chết đi. Thái hư cảnh đỉnh cấp cường giả đã không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Ông già chật vật đứng lên, trong mắt nhìn chằm chằm hư không phía trên cường giả, mở miệng nói, muốn hỗn độn tâm, không thể nào. Thái hư đỉnh cấp cường giả cau mày, nếu không thức thời vụ, không nên trách hắn lòng dạ ác độc. Trong tay hắn ma khí phun trào, tạo thành một cổ vòng xoáy, vung tay lên, xông về ông già. Mà dưới đáy Diệp Thần đột nhiên phát hiện, tiểu đạo sĩ không thấy. Không đúng, tiểu đạo sĩ lại xuất hiện ở bầu trời. Ở thời khắc mấu chốt, tiểu đạo sĩ xông tới, dùng mình bóng người, ngăn trở công kích. Oanh! Vốn là tiểu đạo sĩ liền bị một ít cắn trả, giờ phút này lại chịu đựng thái hư cảnh cường giả đỉnh phong nhất kích. Hắn bóng người càng ngày càng hư ảo, sắp tiêu tán. Ừ! Thái hư cảnh đỉnh cấp cường giả nhướng mày một cái, từ ban đầu tà ma chi thi không thể hành động thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới tiểu đạo sĩ. Vốn là muốn tiện tay đánh chết. Sau đó hỗn độn tinh thụ ông già xuất hiện, hắn mới không có ở đây để ý. Diệp Thần và Mộ Yên đi tới tiểu đạo sĩ bên người, nhìn một cái, phát hiện tiểu đạo sĩ đã sắp không được. Diệp Thần chau mày, ngươi tại sao phải giúp cái này hỗn độn tinh thụ? Lời nói vẫn chưa nói hết, vậy trên bầu trời thái hư cường giả đỉnh phong hiển nhiên phát hiện cái gì, lạnh lùng nói, thằng nhóc, cầm ngươi trong ngực người cho ta. Ngươi hẳn rõ ràng ngươi ta giữa chênh lệch. Nếu như giao cho ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Nhưng mà, Diệp Thần trong mắt kiên nghị, ngưng mắt nhìn trên bầu trời người đàn ông, hắn là bạn của ta, muốn ta giao, không thể nào. Bằng hữu hai chữ, đột nhiên để cho tiểu đạo sĩ trong mắt lóe ra một đạo lệ quang. Hắn sống nhiều năm như vậy, trừ sư phụ, cho tới bây giờ không có một cái bằng hữu. Mấu chốt, hiện tại Diệp Thần lại vì hắn, đối kháng thái hư đỉnh cấp. Diệp Thần, người buông ta ra đi, ta chẳng ngờ hại ngươi, tiểu đạo sĩ yếu ớt nói. Diệp Thần đem tiểu đạo sĩ giao cho Mộ Yên, nghiêm túc nói, đừng nói nhảm. Ngày hôm nay chỉ cần ta ở đây, không có ai có thể động ngươi. Nói xong, Diệp Thần xoay người, tay cầm trường kiếm, nhắm thẳng vào thương khung. Hôm nay, ta Diệp Thần liền bảo vệ người này. Hắn mặc dù hoài nghi tới tiểu đạo sĩ, hơn nữa tiểu đạo sĩ từng có lừa dối. Nhưng là đủ loại hành vi hiển lộ ra tiểu đạo sĩ không hề xấu xa, ngược lại, hai lần ra tay càng làm cho Diệp Thần đối với tiểu đạo sĩ coi trọng mấy phần. Ở thế giới mạnh ăn hiếp yếu, tiểu đạo sĩ lòng trong lòng đại nghĩa. Loại người này, hắn Diệp Thần nếu có năng lực, tự nhiên phải giúp. Mà giờ khắc này, trên bầu trời thái hư đỉnh cấp nam tử cười. Một cái tinh khiếu tầng 6 thiên con kiến hôi, cũng dám ở ta trước mặt cứu người. Ngươi có biết thân phận chân thật của ta? Lần này ta tới vạn ma chi địa, chính là vì thần quốc lợi ích. Ngươi và ta đối nghịch chính là và thần quốc đối nghịch. Quỳ xuống. Nhưng mà, Diệp Thần như cũ đứng nghiêm. Thần quốc để cho hắn quỳ. Có cái gì tư cách? Bất quá, hắn đoán quả nhiên không sai, vạn ma chi địa không có đơn giản như vậy. Lại là có thần quốc cường người nhúng tay. Thần quốc. Quân ma Trần rốt cuộc muốn ở vạn ma chi địa làm gì? Diệp Thần bước ra một bước, khí thế phóng thích, xem ra người bất quá là một con chó, người đứng sau lưng thần quốc thì như thế nào? Lão tử cuối cùng có một ngày sẽ đạp bể thần quốc thiên đạo cung. Lời này vừa nói ra, vậy quá hư cảnh đỉnh cấp nam tử hoàn toàn bối rối. Linh võ đại lục, tất cả mọi người đều đối với thần quốc kính sợ. Dù là quân ma Trần cũng không dám đối với thần quốc nói một cái chữ không. Thần quốc tại tất cả võ giả trong lòng chính là vậy nhất kính sợ thần. Nhưng mà, ở vạn ma chi địa, một cái tinh khiếu tầng 6 thiên thanh niên lại dám nói bừa đạp bể thần quốc thiên đạo cung. Thái hư đỉnh cấp nam tử nổi giận, hoàn toàn nổi giận, làm nhục thần quốc người, hẳn phải chết. Hắn gầm thét một tiếng, tiểu súc sinh, ta mặc dù bị thương, nhưng là lực lượng bây giờ. Đủ để đem ngươi xóa bỏ. Dứt lời, thiên địa dị tượng dậy. Mây đen che đầy. Chỉ một cái phá thiên. Vũ kỹ này là thần quốc cao thâm võ. Chỉ một cái là được phá thương khung.
Cố nhiên thái hư đỉnh cấp nam tử bị thương, trước mắt chỉ có thể phóng thích thái hư trung kỳ lực lượng, nhưng là vậy thì như thế nào? Phong môn lực lượng cũng đủ để chu diệt tinh khiếu cảnh. Chớ nói chi là thái hư trung kỳ lực lượng. Chung quanh không gian vỡ vụn. Tử vong lan tràn. Xa xa ma ảnh con người sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần cuối cùng sẽ chết ở thần quốc trên tay. Bất quá cũng tốt, Diệp Thần sau khi chết, nhiệm vụ của hắn vậy coi là hoàn thành. Giết một cái Diệp Thần, lại vận dụng thái hư cường giả đỉnh phong, cái này quả thực có chút phí của trời. Diệp Thần ở suối vàng vậy có đầy đủ vốn để kiêu ngạo. Chung quanh võ giả sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt biến thành đồng tình. Toàn bộ linh võ đại lục, nếu kêu lên ồn ào thần quốc và thái hư cường giả, chỉ sợ cũng cái này một người ngu liền đi. Mộ Yên che miệng, nàng thất thanh gào thét. Diệp Thần mặc dù tính cách cuồng, nhưng cũng không thể có thể như vậy tìm chết à. Nếu như Diệp Thần chết, vậy nàng tiếp theo đường nên đi như thế nào? Phụ thân phải nên làm như thế nào sống lại? Nàng không để ý tới rõ ràng, nhưng là vậy thì như thế nào? Nàng không nhận là Diệp Thần có thể sống sót. Vậy chỉ một cái vượt qua nàng thi triển thiên ma chỉ một cái quá nhiều. Tiểu đạo sĩ trong mắt vậy kinh hãi. Hắn chưa từng nghĩ qua, Diệp Thần sẽ vì một người xa lạ, như vậy. Càng chưa từng nghĩ qua, thế gian sẽ có một người không có vậy cái gọi là ích kỷ, nguyện ý xuất thủ cứu mình. Đường cánh tay ngăn cản xe, không biết tự lượng sức mình. Hết thảy cũng bởi vì mình. Tiểu đạo sĩ nước mắt lã chã. Mà giờ khắc này, Diệp Thần trong mắt thoáng qua một chút kiên quyết, bước ra một bước, bay về phía thương khung. Hắn không chỉ không tránh, còn muốn nghênh đón vậy chỉ một cái. Thái hư cường giả đỉnh phong nụ cười giữ tợn đổ chiếu vào Diệp Thần con ngươi. Mà ngay lúc này, một đạo tựa như đến từ trên 9 tầng trời thanh âm vang khắp. Hôm nay, ta Diệp Thần liền muốn dung chuyển thần quốc người. Chỉ một cái phá thiên thì như thế nào, ta Diệp Thần một kim là được toái thiên. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần lòng bàn tay một cây châm cứu bắn ra. Châm cứu chung quanh bao quanh ánh sáng 7 màu, sáng chói đến mức tận cùng. Đây không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là châm cứu vừa ra, vậy chung quanh mây đen toàn bộ tiêu tán. Châm cứu phóng thích, một cổ thông thiên khóc quỷ thần lực lượng phóng thích. Toàn bộ vạn ma chi địa kiềm chế đến mức tận cùng. Hai cổ cực hạn lực lượng bỗng nhiên đụng chạm. Nhưng cổ quái phải, Diệp Thần không có chết. Ngược lại, vậy quá hư đỉnh cấp chỉ một cái bị phá ra. Kim quang đầy trời. Giờ khắc này, cả thế giới yên tĩnh đến mức tận cùng. Tất cả mọi người đều bối rối. Tinh khiếu cảnh lại dung chuyển thái hư cảnh. Cái này mẹ hắn mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Ma ảnh sợ lui về sau một bước. Nếu như mình đối với Diệp Thần xuất thủ, hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi châm này. Cái này Diệp Thần rốt cuộc lai lịch ra sao? Mấu chốt cái này châm cứu cũng không phải ma đế công pháp à? Hắn sau lưng không biết ướt đẫm. Đây là một loại sợ hãi, đối với không biết sợ hãi. Mộ Yên vậy giật mình. Nàng cảm giác được mình đã rất hiểu Diệp Thần. Nhưng là giờ phút này nàng mới phát hiện. Nàng sai rồi. Nàng đối với Diệp Thần biết rõ bất quá là một góc băng sơn. Người đàn ông này trên mình cất giấu quá nhiều bí mật. Những người này phản ứng có thể không phải nhất chân thiết là vị kia thái hư đỉnh cấp thần quốc cường giả. Hắn nụ cười giữ tợn lúc này cứng ngắc. Hắn con người phóng đại. Đầu óc hắn một phiến chỗ trống. Miệng hắn đang run rẩy, làm sao có thể. Lực lượng này. Đây là thương cổ y thần, thương cổ châm cứu, thương cổ y thần lại lần nữa vấn thế. Không thể nào, lời nói còn không có rơi xuống, châm cứu đã đạt. Một kim xuyên qua thái hư đỉnh cấp thần quốc cường giả cánh tay. Một cánh tay tại chỗ nổ tung. Mấu chốt, bị thương cổ châm cứu bị thương nặng thương thế, vĩnh viễn cũng không thể hết bệnh. Đây cũng là vậy thần quốc vô số người kính ngưỡng thương cổ y thần đáng sợ. Vô tận đợt khí lăn lộn, vậy thần quốc cường giả trực tiếp nện ở trên đất. Vốn là, thương cổ châm cứu có lẽ không thể đem hắn bị thương nặng như vậy, dẫu sao đây không phải là thương cổ y thần bản thể lực. Chỉ vì là vậy ngắn ngủi thất thần và đối với thương cổ y thần sợ hãi, để cho thần quốc cường giả đánh bại.
bại bởi một kim. Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, nhưng là nội tâm vậy rung động. Thương cổ y thần khủng bố, hắn xa xa đánh giá thấp. Đây vốn là hắn lá bài tẩy, nhưng là giờ phút này sử dụng hắn không hối hận. Mới vừa rồi hắn cân nhắc qua, cuối cùng vẫn là không có phóng thích Lăng Phong thần mạch lực lượng. Chỉ vì là hắn dự cảm Lăng Phong thần mạch hội tụ lực lượng mạnh hơn điều này có thể đối kháng thái hư trung kỳ cường giả một kim. Hắn kéo thân thể đi tới tiểu đạo sĩ trước mặt, khẽ mỉm cười, ta liền nói, ai cũng đừng nghĩ mang đi ngươi. Tiểu đạo sĩ đột nhiên cười, hắn quanh thân che lấp đạo đạo tinh quang. Hắn mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi thật để cho ta thật bất ngờ, thật ra thì ta có chuyện lừa ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho, nhưng là rất nhiều chuyện, đều là thật. Ta thân phận, và cái này hỗn độn tinh thụ có liên quan. Ta xác thực đến từ thần quốc, nhưng là thần quốc không tha cho ta. Chỉ vì là ta là yêu. Người chuyển giới không cho, đây là thần quốc quy củ. Hơn nữa yêu chỉ có thể làm người lợi dụng, chỉ có thể bị những cái kia cao cao tại thượng nắm giữ sinh mạng. Ta sống ở hỗn độn chỗ, hàng tỷ năm sơ khai. Nhưng ta chân chính trưởng thành một khắc kia, là bởi vì là gặp sư phụ. Sư phụ là ta gặp qua người tốt nhất, hắn không để ý hết thảy từ thần quốc thiên đạo cung bên trong mang đi ta, dạy ta làm người, dạy ta tu đạo, dạy ta vì sao hơi lớn nghĩa. Ta bất tử bất diệt, cảm ngộ loài người tang thương. Ta gặp qua loài người tham lam, gặp qua loài người sợ hãi, người thất tình lục dục, là đáng sợ nhất vũ khí. Sư phụ nói, chỉ cần ta che đậy hơi thở, triệt để hóa làm người, liền có thể né tránh loài người tham lam. Sư phụ nói, nếu như ta sợ, đi ngay vạn ma chi địa tìm thuộc về ta đạo nguyên. Hiện tại, ta phát hiện, ta thật sợ. Diệp Thần, từ vừa mới bắt đầu, ta ngay tại xem xét ngươi. Nếu như ngươi và những người đó như nhau, ta có lẽ sẽ giết ngươi, xóa sạch sinh mạng ta hy vọng duy nhất. Nhưng là ta phát hiện, ngươi và những người đó không giống nhau. Trên mình ngươi có một cổ bao trùm hết thảy, thêm ấm áp chúng sanh khí chất. Có lẽ, ngươi thật là ta duyên. Diệp Thần, chờ một chút ta phải về thuộc về bản thể, để cho ta tiến vào ngươi thân thể khỏe không tốt. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Cuối cùng, cảm ơn ngươi Diệp Thần. Ngươi lần đầu tiên để cho ta cảm giác được thế gian còn có ấm áp. Đây không phải là một cái lạnh như băng thế giới, thật tốt. Nói tới chỗ này, tiểu đạo sĩ đột nhiên hóa là một phiến ánh sao, bao trùm ở đó hỗn độn tinh thụ bên trên. Hỗn độn tinh thụ chập chờn, lại không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa là một viên giống như ngôi sao hạt giống. Trôi lơ lửng hậu thế. Diệp Thần có chút bất ngờ. Hắn hoài nghi tới tiểu đạo sĩ thân phận, lại không nghĩ rằng, đối phương lại chính là hỗn độn tinh thụ. Hắn giang hai cánh tay, mặc cho vậy hỗn độn tinh thụ hạt giống hội tụ đến trong cơ thể. Vô số ngôi sao ánh sáng bao trùm mở. Ngày tháng thay nhau. Tinh thần ra đời. Giờ khắc này, Diệp Thần có thể cảm giác được một cổ đặc biệt tồn tại. Hơn nữa, hắn phát hiện hắn mới vừa rồi đình trệ tu vi ở tăng trưởng. Hắn nhảy lên tới tinh khiếu cảnh tầng 7 thiên, còn không có dừng lại. Cho đến tinh khiếu cảnh 8 tầng thiên mới ổn định lại. Hơn nữa khoảng cách tinh khiếu cảnh tầng 9 thiên còn có một bước xa. Loại cảm giác này quá đã. Đây cũng là hỗn độn tinh thụ lực lượng sao. Mấu chốt hắn cảm giác được hỗn độn tinh thụ còn chưa nảy mầm. Nếu như nảy mầm như vậy sẽ là dạng gì lực lượng? Mà giờ khắc này, vậy tay cụt thần quốc cường giả rốt cuộc kịp phản ứng. Hỗn độn tinh thụ lại chui vào một cái tinh khiếu cảnh tiểu tử trong cơ thể. Cố nhiên thằng nhóc này nắm trong tay thương cổ y thần châm cứu. Vậy thì như thế nào? Thần quốc giao cho hắn nhiệm vụ, phải hoàn thành. Thần quốc cường giả nhìn một cái mình tay cụt, thử nghiệm khôi phục, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn thẹn quá thành giận, ngay tức thì hướng Diệp Thần đi, tiểu súc sinh, bỏ mặc ngươi là ai. Dù là ngươi là thương cổ y thần học trò, ngươi cũng phải chết. Thần quốc uy tín không cho phép nghi ngờ. Còn nữa, giao ra hỗn độn tinh thụ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt nhanh chóng hơi tới thần quốc cường giả. Đối phương vốn là bị thương. Lại gãy một cánh tay, hiện tại đã rơi vào thái hư cảnh sơ kỳ. Thậm chí bởi vì tay cụt,
phát huy ra thực lực có thể chỉ có thái hư cảnh nhất tầng thiên. Hắn tự nhiên không sợ. Hắn bây giờ nhưng mà tinh khiếu cảnh 8 tầng thiên. Mặc dù thái hư cảnh một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch thiên kém vạn đừng. Nhưng là hắn có tự tin. Hắn có thể chiến. Giờ phút này hắn trong thân thể, xông ra vô tận chiến ý. Thần quốc cường giả khóe miệng toát ra một chút khinh thường nụ cười. Thái hư cảnh mạnh mẽ, không phải Diệp Thần có thể tưởng tượng. Diệp Thần cầm chặt thú hủ kiếm và chu thiên thần ma thương, cả người bóng người sừng sững ở trong hư không. Thần quốc cường giả, cũng không có cầm ra vũ khí, ở hắn xem ra, đối phó một ít mượn dùng ngoại lực tăng lên võ giả, một đầu ngón tay là có thể nghiền ép. Diệp Thần trên người kiếm ý, quy luật, ma khí không ngừng lưu động. Hơn nữa hắn phát hiện mình nghe được hỗn độn tinh thụ thanh âm, hiện tại, ta không ngủ say, ta có thể giúp ngươi. Không cần sợ hãi. Diệp Thần gật đầu một cái, đưa ra chỉ một cái, trong hư không, vô căn cứ xuất hiện một cây dây leo. Màu xanh dây leo phía trên, một đóa đóa hoa tách thả ra, nhanh chóng hướng thần quốc cường giả xông tới. Dây leo quấn quanh ở thần quốc cường giả thân thể, không ngừng siết chặt. Hoa cánh hoa tản mát ra hơi thở, có thể mê muội tâm trí của con người. Ở thần quốc cường giả bị kẹt cư trú trong nháy mắt, Diệp Thần quỷ mị giống vậy bóng người xông tới. Thú hủ kiếm nâng lên, vô tận linh lực tràn vào đến bên trong, đi tới thần quốc cường giả bên người, một kiếm rơi xuống. Đang rơi xuống thời điểm, chu thiên thần ma thương hướng ngực hắn đâm tới. Thần quốc cường giả hơi biến sắc mặt, vội vàng bước ra máu tươi, khóe miệng toát ra một chút cười nhạt. Thân thể nhẹ hơi dùng lực một chút. Sắc sắc, màu xanh dây leo không chịu nổi to lớn lực lượng, ngay tức thì bể tan tành. Ở thú hủ kiếm rơi xuống thời điểm, hắn trực tiếp né tránh, còn sót lại một cái tay, cầm chặt thành quyền, thiên địa thế ngưng tụ tự thân. Một quyền một ngày trời oai, chân áp tới. Oanh, nắm đấm của hắn và chu thiên thần ma thương đầu thương tiếp xúc trong nháy mắt. Diệp Thần hai chân lui về phía sau hai bước. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Thần quốc cường giả nhìn một cái mình quả đấm, phát hiện đang chảy trước máu loãng. Cả người nhướng mày một cái, hắn thân xác lại bị một cái mượn dùng ngoại lực võ giả phá vỡ. Cái này làm cho hắn căn bản không có nghĩ đến. Hắn lại nữa tay không, mà là sử dụng chiến đao. Vạn ma kinh lôi kiếm. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, thú hủ kiếm nháy mắt bây giờ nâng lên. Kiếm ý quy luật lưu động ở trong hư không, dù là khí lưu tốc độ cũng đổi được dị thường chậm chạp. Trên mặt đất võ giả, cảm giác tự thân máu đều ở đây dừng lại, tựa như thời gian định cách ở một tích tắc này. Kiếm quang biến dạng không gian, phát ra ông ông tiếng vang. Cực hạn kiếm quang đi tới thần quốc cường giả bên người, hắn nâng lên trong tay chiến đao, một đao rơi xuống. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra một tiếng rên. Hư không đều ở đây mơ hồ run rẩy. Diệp Thần quỷ mị giống vậy bóng người xông lại, chu thiên thần ma thương vào thời khắc này nâng lên. Vẻ hàn quang vạch qua, thương ý giống như thực chất tính, thật giống như một cái mãnh long quá giang. Oanh! Một thương xuyên thấu thần quốc cường giả hộ giáp, chảy ra từng tia máu loãng. Thần quốc cường giả, trong tròng mắt thoáng qua một chút lửa giận. Hắn một tay cầm chặt trong tay chiến đao. Bóng người vô căn cứ tại chỗ biến mất, nháy mắt bây giờ liền đã tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần vừa quay người nhưng phát hiện thần quốc cường giả, đã tại chỗ biến mất. Cảnh giác nhìn bốn phía, không biết lúc nào, sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ông! Ở Diệp Thần phía trên đỉnh đầu, truyền tới kinh khủng sát ý. Một đao từ trên trời hạ xuống, giống như sao rơi chết, tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất. Diệp Thần lanh tay lẹ mắt. Trong tay thú hủ kiếm trong nháy mắt nâng lên. Phịch! Một tiếng rên, chấn động Diệp Thần thân thể, hắn hai cánh tay nhẹ tê dại. Thần quốc cường giả vẫn chưa kết thúc, một đao mà rơi, chấn động Diệp Thần thân thể. Thần quốc cường giả lớn nhất ưu thế liền ở chỗ hắn nhìn trời thế nắm trong tay thắng Diệp Thần. Hơn nữa Diệp Thần mới vừa đột phá, hiển nhiên còn không có ổn định. Đây cũng là hắn cơ hội. Phốc suy! Diệp Thần một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài, trên cánh tay mặt nổi gân xanh. Nâng lên trong tay chu thiên thần ma thương trực tiếp đâm ra đi. Một thương ra, thần quốc trong tay cường giả chiến đao nhẹ rạch một cái.
Chu Thiên Thần Ma Thương cảm nhận được một cổ to lớn lực cản, trực tiếp rơi xuống ở hư không, cắm vào mặt đất lên. Diệp Thần trên mình, ma khu xông ra màu đen ma khí, thú hủ kiếm lóe lên tia sáng yêu dị. Ma khí khắp nơi lan truyền, hắn một cặp tròng mắt biến thành màu đỏ như máu, trên mặt đất truyền tới mãnh liệt hỗn loạn. Diệp Thần thân phận cũng sớm đã bại lộ, nhưng là phía dưới võ giả, cầm hy vọng toàn bộ ký thác vào hắn trên mình. Đánh bại thần quốc cường giả, sống. Nếu không chỉ có một con đường chết. Mộ Yên đôi nắm tay nhau, trong mắt nhìn chằm chằm hư không phía trên chiến đấu. Mặc dù không phải là nàng đang chiến đấu, nhưng là tựa như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy. Trên trán mặt nhỏ xuống trước mồ hôi, toàn thân căng thẳng nhìn Diệp Thần bóng người, hy vọng hắn không có sao. Diệp Thần ma khu dũng động một khắc kia, lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Gió lớn phun trào, Diệp Thần và thần quốc cường giả kéo ra khoảng cách. Hắn toàn thân bị ma khí quấn quanh, ở sau lưng một tôn tôn ma đầu hư ảnh, ngưng tụ mà thành. Ma đầu hư ảnh trên mình lưu động hơi thở, so trước kia càng cường đại hơn. Mỗi một tôn ma đầu cũng đạt tới Diệp Thần cảnh giới bây giờ. Ma đầu tức giận thần quốc cường giả, tựa hồ ở nói cho hắn. Đối với ma chủ bất kính, đem giết. Một tôn tôn ma đầu giống như bướm bay dập lửa, hướng thần quốc cường giả xông lên đi giết. Oanh, oanh, oanh. Tiếng vang chấn động thiên địa, thần quốc cường giả từ phạm vi nổ bên trong đi ra. Hắn khóe miệng một chút giễu cợt nụ cười, sau đó thu hồi chiến đao, đưa ra chỉ một cái. Chỉ một cái thiên địa thế dung hợp ở bên trong. Tiểu súc sinh, nếu như ta không đoán sai, ngươi chỉ có thể phóng thích vậy một kim. Mặc dù không biết ngươi và thương cổ y thần có phải hay không thầy trò quan hệ. Nhưng là đã không trọng yếu. Bởi vì người chết không có bất kỳ giá trị gì. Ta lấy máu tươi thiêu đốt giá phải trả. Giết ngươi, đủ. Giờ khắc này Diệp Thần đối mặt tựa như không phải thần quốc cường giả, mà là cả thiên địa. Thiên địa lực hơi thở, toàn bộ đều đã khơi thông ở hắn trên thân thể mặt. Diệp Thần bóng người bị phong tỏa, định cách ở trong hư không. Thái hư cường giả cháy máu tươi, ngắn ngủi tăng lên thực lực, chỉ là đối phó một cái tinh khiếu cảnh. Không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần muốn tránh thoát, nhưng phát hiện hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thần quốc cường giả, ngón tay lực lượng phun trào, một đạo ánh sáng màu đen, nháy mắt bây giờ xông lại. Một cổ to lớn cảm giác nguy cơ, không ngừng hạ xuống, Diệp Thần muốn tránh thoát thiên địa gông xiềng, đáng tiếc hoàn toàn không thể nào. Vào lúc này, Diệp Thần trước người xuất hiện từng cây một màu xanh dây leo. Dây leo quấn quanh chung một chỗ, tạo thành một cổ hộ thuẫn để ngăn cản một kích này. Oanh! Chỉ một cái rơi xuống, dây leo 4-5 chia ra, Diệp Thần bóng người rơi trên mặt đất. Ở ngực hắn, vết thương chồng chất. Từ trên mặt đất chật vật đứng lên, Diệp Thần tròng mắt lạnh như băng. Mới vừa rồi nếu như không phải là dây leo ngăn cản phần lớn tổn thương, hắn hiện tại nhất kích đã người bị thương nặng. Mộ Yên đi tới Diệp Thần trước mặt, lo lắng nhìn một cái. Diệp Thần lắc đầu một cái tỏ ý mình không có sao. Hiện tại chỉ bất quá một ít bị thương nhẹ mà thôi, vẫn có thể kiên trì tiếp. Hắn nhìn phía xa thần quốc cường giả, cười lạnh một tiếng, người máu tươi cháy cũng bất quá là ngắn ngủi tăng lên thực lực mà thôi, người hiện tại rơi vào thái hư cảnh nhất tầng thiên là không tranh sự thật. Nơi đây, cuối cùng là vạn ma chi địa. Ta thực lực tăng lên, chính là ma tăng lên. Một khắc sau Diệp Thần đưa ra chỉ một cái, ở chung quanh hắn mặt đất xuất hiện vết rách, không ngừng lan truyền. Ma khí phun trào, chu vi vạn dặm ma khí, điên cuồng hướng Diệp Thần thân thể tràn vào. Oanh! Gió lớn đang nộ hống, mây đen đang gầm thét, sấm sét đang lấp lánh. Thiên ma chỉ một cái. Chỉ một cái toát ra ánh sáng sáng chói, bầu trời không biết lúc nào, đã hoàn toàn âm tối lại. Đại ám hắc thiên, lạc nhật hoàng hôn. Đầu ngón tay tí tách vang dội, trong nháy mắt, hướng thần quốc cường giả xông tới. Ánh sáng màu đen phong tỏa lại hắn bóng người, ở sắp xông về thần quốc cường giả một khắc kia. Trong hư không, một cái màu đen trong mắt xuất hiện, khí tức hủy diệt, phun trào ở giữa thiên địa. Chung quanh ma khí, đã bị ác ma mắt hấp thu không còn một mống. Ở ác ma mắt mở ra nháy mắt, tại chỗ tất cả võ giả, đều cảm giác trong lòng chấn động một cái.
càng làm cho mọi người cảm giác được từng tia sợ hãi. Mộ Yên vậy phát hiện, theo Diệp Thần thực lực tăng lên, đây có chức phụ thân hơi thở ác ma mắt, mạnh hơn. Diệp Thần sắc mặt hơi trắng bệch, thiên ma chỉ một cái và ác ma mắt hai người đồng thời rơi xuống. Khẳng định có thể cho thần quốc cường giả, một kích chí mạng. Diệp Thần trong mắt nhìn chằm chằm thần quốc cường giả bóng người. Mặc dù hắn tự tin bây giờ có thể đánh chết thái hư cảnh nhất tầng thiên, nhưng là ai cũng không dám nói có 100% chắc chắn. Thần quốc cường giả thủ đoạn kém bất tận. Diệp Thần trong nội tâm vậy có chút thấp thỏm, đây chính là hắn một kích mạnh nhất. Nếu như vẫn không thể giải quyết hết thần quốc cường giả, hắn sợ rằng chỉ có thể vận dụng lăng phong thần mạch lực lượng. Oanh! Hai người đồng thời rơi xuống một khắc kia, tạo thành ngày tận thế gió bão. Ở thần quốc cường giả ngay chính giữa, một phiến khu vực không có bất kỳ võ giả dám đến gần. Một khi đi qua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ chỗ trống. Hơi thở dần dần biến mất, Diệp Thần trong mắt nhìn chằm chằm hư không, phát hiện thần quốc cường giả bóng người. Cái này! Diệp Thần trong mắt ảm đạm xuống, còn có vẻ khiếp sợ. Thần quốc cường giả, lại một chút việc cũng không có, điều này sao có thể? Đừng nói Diệp Thần không tin, tại chỗ võ giả, đều cảm giác không chân thật. Hai người bộc phát ra uy lực, tuyệt đối không phải một thêm một tương đương với hai như thế đơn giản. Diệp Thần cầm chặt thú hủ kiếm, hắn không biết tiếp theo, cần phải nên làm thế nào cho phải. Mới vừa rồi, thần quốc cường giả không thể nào một chút thương thế cũng không có, duy nhất có thể. Chính là vận dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Diệp Thần, người thành công chọc giận ta. Lại lãng phí ta thần quốc đại năng máu tươi. Thần quốc cường giả nhìn Diệp Thần, giống như mắt nhìn xuống chúng sanh vậy. Nếu không phải ban đầu hắn hao phí duy nhất lá bài tẩy, hắn hiện tại có thể đã là một người chết. Vừa nghĩ tới mới rồi thiếu chút nữa bị con kiến hôi chém chết, hận không phải đem Diệp Thần tháo ra tám khối. Diệp Thần khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, hắn bây giờ, thật sự là đã tới một cái tuyệt cảnh. Trừ phi chính là mở vậy lăng phong thần mạch lực lượng. Nhưng là, mở sau đó, muốn lần nữa tụ hợp năng lượng khó khăn. Thần quốc cường giả cầm chặt trong tay chiến đao, vẫy tay bây giờ, một đạo cực hạn đao mang, hướng Diệp Thần phương hướng xông tới. Đè nén hơi thở, để cho Diệp Thần không thể nhúc nhích, ở đao mang sắp rơi xuống một khắc kia. Một quả tất lệnh bài màu đen bay ra. Trên đó viết một cái đế chữ. Đây là Mộ Yên ném ra. Mộ khói duy nhất bảo vệ lá bài tẩy. Hàm chứa phụ thân một đạo lực lượng. Ở vô số lần sống chết để gặp, nàng cũng bỏ không được sử dụng. Hiện tại, nàng nguyện ý vì Diệp Thần sử dụng. Ở lệnh bài bay ra ngoài một khắc kia, một đạo hư ảo bóng người, sừng sững ở Diệp Thần phía trước. Cao ngạo, bá đạo đến mức tận cùng. Hắn trong mắt, tràn đầy coi rẻ chúng sanh, vô địch tín niệm. Ma đế hơi thở bộc lộ ra ngoài, mặt hắn lên không có bất kỳ biểu tình gì. Đối mặt thần quốc cường giả, đưa ra chỉ một cái. Chỉ một cái rơi xuống, đao mang 4-5 chia ra, hướng thần quốc cường giả xông tới. Oanh! Thần quốc cường giả, một búng máu phun ra ngoài, mặt biến sắc trắng bệch. Ma đế hư ảo bóng người, nghiêng đầu nhìn một cái Mộ Yên. Bên trong đôi mắt toát ra một chút nhu hòa thần sắc. Phụ thân, Mộ Yên lẩm bẩm nói nhỏ, bên trong đôi mắt lóe lên nước mắt, ma đế hư ảnh dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa. Đây là ma đế ban đầu để lại cho Mộ Yên bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nàng một mực không bỏ được vận dụng. Chỉ cần cái này cái lệnh bài ở đây, nàng cảm giác ma đế liền một mực bầu bạn ở bên người. Ma đế nhất kích, để cho thần quốc cường giả người bị thương nặng. Nhưng là còn không có hoàn toàn chết đi. Diệp Thần nhìn một cái Mộ Yên, nhưng một câu nói cũng không có nói. Hôm nay thần quốc cường giả hắn tất giết liền. Thần quốc cường giả trong mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Ban đầu ma đế, có thể là có thể và thiên đạo cung giao phong tồn tại. Ma đế thời kỳ toàn thịnh, dù là đối phó thiên đạo cung cung chủ, vậy chỉ bất quá thua một chiêu mà thôi. Nếu như lại còn ma đế lá bài tẩy. Hắn hôm nay nhất định sẽ bỏ mạng ở nơi này. Hắn nhìn Diệp Thần, đang suy nghĩ có muốn rời hay không. Hắn không dám đánh cuộc. Thần quốc cường giả chuẩn bị rời đi, nhưng mà Diệp Thần như thế nào có thể đủ thả qua hắn.
ma đế hư ảnh, đối với Mộ Yên trọng yếu bực nào, có thể tưởng tượng được. Muốn đi, cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, một chút lực lượng cuối cùng, không chút kiêng kỵ bộc phát ra. Ở hắn sau lưng xuất hiện tiểu đạo sĩ hư ảnh. Một kiếm chém yêu tà. Tiểu đạo sĩ và Diệp Thần đồng thời mở miệng, thú hủ kiếm nâng lên. Chanh, chanh, chanh. Khoảng cách Diệp Thần gần võ giả, không ngừng lui về phía sau, bọn họ đã không đỡ được tản mát ra hơi thở. Trên mặt đất, cát bay đá chạy, tạo thành một cơn gió lốc. Kiếm quang trực tiếp xông về thần quốc cường giả bóng người. Một kiếm tách thả ra đến mức tận cùng, bỗng nhiên rơi xuống. Thần quốc cường giả, vốn là muốn né tránh, nhưng là kiếm tốc độ của ánh sáng, chân thực quá nhanh. Để cho hắn căn bản tới không kịp đề phòng. Oanh! Một kiếm mà rơi, giống như ngân hà từ trong tinh không, khơi thông đi ra. Kiếm quang chém ở thần quốc cường giả trên đầu mặt, ngay tức thì nổ. Diệp Thần chật vật ngồi trên mặt đất. Hết thảy khôi phục yên lặng. Xa xa ma ảnh trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, không nghĩ tới, thần quốc cường giả lại bỏ mình, thành công để cho Diệp Thần đánh chết. Thằng nhóc này quá mức kinh người. Bất quá, hắn có thể nhìn ra, lúc này Diệp Thần đã không có chút nào năng lượng. Đối với hắn mà nói là một cái cơ hội. Dù là Diệp Thần thời kỳ toàn thịnh, không có tiểu đạo sĩ cái này ngoại lực, ma ảnh vậy có đầy đủ chắc chắn đánh chết. Nếu thần quốc cường giả không có đánh chết Diệp Thần, hắn không ngại bổ một đao. Ma ảnh từng bước một hướng Diệp Thần phương hướng đi tới, Mộ Yên thấy hắn, mặt đẹp nhẹ biến đổi. Nếu như hiện tại ma ảnh xuất thủ, Diệp Thần căn bản không có biện pháp ngăn cản. Chỉ dựa vào nàng, ở ma ảnh trước mặt căn bản không đủ xem. Diệp Thần, người tránh ra thần quốc thái hư cường giả đỉnh phong, lại không có tránh thoát ta ma ảnh. Ma tôn mệnh lệnh, ta có thể không dám chống lại. Ngươi vẫn là phải chết. Ma ảnh khóe mắt thoáng qua một chút tàn nhẫn thần sắc. Diệp Thần đối với ma tôn đế cung mà nói tuyệt đối là một cái uy hiếp, không thể lưu lại. Ngươi nhất định phải đối với ta ra tay. Diệp Thần mây thưa gió nhẹ hình dáng, tựa hồ căn bản không có cầm ma ảnh coi ra gì. Ma ảnh nhướng mày một cái, ngay tức thì dừng bước lại, chẳng lẽ Diệp Thần còn có âm mưu gì? Đối mặt Diệp Thần hắn phải cẩn thận một chút, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nhìn kỹ Diệp Thần, hắn dừng lại chốc lát, một lần nữa xông tới. Hắn cảm giác Diệp Thần là ở cố làm ra vẻ huyền bí, hiện tại ai vẫn có thể cứu Diệp Thần. Ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, hắn trong đầu đột nhiên nhớ đến một người. Mặc dù hắn nghĩ tới, đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, hỗn độn tinh thụ ông già còn không có tiêu tán. Lão kia người đột nhiên xuất hiện, đưa ra chỉ một cái, rơi vào ma ảnh trên thân thể mặt. Một đạo máu loãng bão táp, ma ảnh một búng máu phun ra, cả người thân thể bay rớt ra ngoài. Diệp Thần mắt nhìn ma ảnh, cười nhạt liền liền. Làm hỗn độn tinh thụ vào bên trong cơ thể thời điểm, hắn liền biết ông lão lai lịch. Ông già thật ra thì cũng không phải là hỗn độn tinh thụ linh hồn, mà là một tôn bảo vệ hồn. Bảo vệ hỗn độn tinh thụ vô tận sông dài. Hắn lần này đánh bại thần quốc cường giả, tương đương với đối với hỗn độn tinh thụ có ân cứu mạng. Ma ảnh trong mắt tính lão đại, hắn vừa mới nhớ tới lão kia người, nhưng là đã không kịp. Nghĩ đến đây, hắn hối hận ruột cũng sắp chảy xuống. Giờ phút này hắn bên trong đôi mắt một phiến màu xám cho. Không có bất kỳ sắc thái. Ông già đi tới ma ảnh trước mặt, nhìn một cái Diệp Thần, chỉ gặp hắn nhẹ khẽ gật đầu. Ông già đưa ra chỉ một cái, rơi vào ma ảnh trên đầu mặt. Ma ảnh hơi thở hoàn toàn biến mất ở trên trời bên trong. Diệp Thần cũng không sẽ suy nghĩ tự mình trả thù, cọ rửa ma ảnh ban đầu đuổi giết. Chỉ cần có cơ hội, bất kể là ngoại lực cũng tốt, vẫn là người khác ra tay, hắn liền sẽ giết chết ma ảnh. Toàn bộ ma tôn đế cung cường giả đều là địch nhân của hắn, giải quyết hết một tên địch, liền hơn một phần an toàn. Vốn là có chút tâm hoài bất quý võ giả, muốn đối với Diệp Thần ra tay, sau đó thấy lão kia người. Tất cả võ giả cũng bỏ đi cái ý niệm này. Hiện tại ai tìm Diệp Thần tính sổ, không phải tự tìm đường chết sao? Một số võ giả rời đi hỗn độn tinh thụ, sợ đợi một hồi xuất hiện lại biến cố gì.
Vạn nhất đến lúc sau còn có thượng cổ tà ma tới đây, bọn họ có thể không có cách nào đi giải quyết. Đối phó ba đầu tà ma chi thi, đã để cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Một số võ giả còn không có rời đi, ông già nhìn một cái Diệp Thần và mọi người, mở miệng nói các ngươi theo ta tới. Mọi người đi tới một phiến bát ngát chi địa, vô cùng yên lặng. Diệp Thần, ta đã sắp không được, hy vọng ngươi có thể chăm sóc kỹ hỗn độn tinh thụ. Hắn vậy coi là đến lúc ngươi. Phần này nhân quả từ vừa mới bắt đầu liền quyết định. Hắn tồn tại, thiên đạo không cho. Mà ngươi thành tựu người của Diệp gia, tự nhiên áp đảo thiên đạo bên trên. Diệp Thần hơi ngẩn ra, đối phương không chỉ biết mình tên chữ, lại là giống vậy biết thượng cổ Diệp gia sự việc. Tiền bối, thượng cổ Diệp gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn có hỗn độn tinh thụ tại sao lựa chọn ta? Ông già cười một tiếng, có một số việc không thể nói quá thấu, người huyết mạch trong cơ thể là thế gian gần gũi nhất bổn nguyên tồn tại. Làm 10 khối luân hồi huyền bi gom đủ, mạch máu ngươi hoàn toàn kích hoạt, vậy hết thảy ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta cuối cùng là phải chết, trước khi chết, ta có thể tiết lộ cho ngươi một chuyện, cũng coi là đối với ngươi báo đáp. Thần Hỏa Học Viện Viêm Bia, thật ra thì và Huyền Nguyệt Tông có chút liên lạc. Huyền Nguyệt Tông có một nơi bí cảnh lối đi, mà đây bí cảnh lối đi không chỉ một cái khác cổng vào chính là ở Thần Hỏa Học Viện. Trong bí cảnh phần thiên tộc thật ra thì và Thần Hỏa Học Viện viện trưởng đã sớm đạt thành giao dịch. Bọn họ đời 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 bảo vệ Viêm Bia. Diệp Thần sắc mặt kinh biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thần Hỏa Học Viện Viêm Bia lại đang trong bí cảnh. Hơn nữa còn là hắn đã từng bước vào qua địa phương. Phần thiên tộc. Phần thiên tộc ban đầu tộc trưởng còn nghĩ con gái mình Phần Anh đưa cho mình. Phần Anh xinh đẹp đến trình độ cao nhất, chỉ tiếc. Lúc đó mình cũng không có để ý. Cũng không biết vậy Phần Anh hiện tại như thế nào. Viêm Bia thành tựu thuộc tính lửa và chủ chiến đấu luân hồi huyền bi, tự nhiên muốn cùng thuộc tính lửa người bảo vệ liên lạc. Mà phần thiên tộc hiển nhiên là cao nhất lựa chọn. Nếu thật sự là như thế, hắn rời đi ma tộc sau đó, thứ nhất đứng liền là muốn đi phần thiên tộc. Lấy lại Viêm Bia. Tốt lắm, ta nên nói đã nói xong rồi. Ta đã sống vô tận 5 tháng. Tử vong cũng sớm đã xem nhạt. Ông già tiếng nói vừa dứt, thân thể lại có thể dần dần nhạt đi. Đột nhiên, ông già tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, thằng nhóc, người bước vào vạn ma chi địa tựa hồ có mục đích khác, ta có thể hỏi một chút nguyên do sao? Diệp Thần nhìn hư hóa ông già, do dự mấy giây, vẫn là nói ta muốn sống lại vậy rơi xuống ma đế. Lão kia người bừng tỉnh hiểu ra, ta rốt cuộc rõ ràng bàn cờ này hàm nghĩa. Lão phu ở tiêu tán trước lại chỉ điểm ngươi một câu. Như muốn sống lại ma đế, vạn ma chi địa chỉ có một địa phương có thể. Đó chính là tiên ma cung. Ma tôn đế cung. Ngồi xếp bằng quân ma trần tròng mắt đột nhiên mở ra. Hắn nhìn lướt qua cách đó không xa sinh mạng ngọc bài. Ma ảnh ngọc bài lại vỡ vụn. Làm sao có thể? Ma ảnh thực lực ở thái hư cảnh bên trong đều không coi là yếu. Chẳng lẽ bỏ mạng ở vạn ma chi địa? Hơn nữa ma ảnh ngọc bài tan vỡ tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên là đụng phải chí cường người. Chẳng lẽ là bởi vì tiến vào vạn ma chi địa thần quốc cường giả? Không đúng. Thần quốc người hẳn biết ma ảnh, coi như ra tay, cũng không khả năng chu diệt. Quân ma trần con ngươi ngưng trọng, hắn phát hiện, lần này vạn ma chi địa thật mất khống chế. Hắn vừa định biến dạng hư không bước vào vạn ma chi địa, mấy đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện ở trên đại điện. Quân ma trần, thật lâu không gặp. Vạn ma chi địa tình huống như thế nào? Lần này, chúng ta kế hoạch hẳn không sơ hở tí nào đi. Cùng lúc đó, vạn ma chi địa. Tiên ma cung là địa phương nào? Diệp Thần từ Lạc Trần trong miệng, biết vạn ma chi địa tình huống, nhưng chưa từng nghe nói qua tiên ma cung. Ngay tại hắn do dự lúc đó, trong cơ thể hắn hỗn độn tinh thụ đột nhiên mở miệng nói, ta biết. Hỗn độn tinh thụ cầm tiên ma cung tình huống, nói cho Diệp Thần, lại để cho hắn bên trong lòng có chút kích động. Tiên ma trong cung mặt có rất nhiều đại ma thân xác, luôn có một cổ thân thể thích hợp ma đế. Dẫu sao ban đầu ma đế vì ngăn trở vậy diệt thế một kiếm, vận dụng ngưng tụ lực lượng của thân thể. Hắn lần này tiến vào vạn ma chi địa. Trừ tăng lên thực lực trở ra, chủ yếu nhất nguyên nhân,
chính là ma đế thân thể. Muốn đi tiên ma cung mà nói, ngược lại là vậy không dễ dàng. Bọn họ trước mắt chỗ ở vị trí là thi, tiên ma cung nhưng ở cốt rồng chi địa. Vạn ma chi địa, vô biên vô tận, muốn từ thi tiến vào cốt rồng chi địa, ít nhất phải một ngày thời gian. Giữa đường còn muốn đi ngang qua thần tàng chi địa, dọc theo con đường này sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không ai biết. Diệp thần quyết định đi cốt rồng chi địa, bỏ mặc như thế nào, rốt cuộc tìm được một phương hướng. Diệp thần và Mộ Yên hai người trực tiếp hướng một phương hướng đi. Tiến vào tiên ma trong cung mặt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, duy chỉ có nghịch thiên mà đi, thành tựu ma đế thân xác. Vốn là Diệp thần muốn ngự không phi hành, nhưng phát hiện trong hư không có cấm chế. Ba người chỉ có thể bước nhanh mà đi, nửa ngày thời gian, đi tới thần tàng chi địa. Dọc theo đường đi, Diệp thần cũng biết một ít thần tàng chi địa tình huống đại khái. Toàn bộ thần tàng chi địa tồn tại, có nhiều Phật gia miếu di chỉ. Ban đầu trấn áp những cái kia thượng cổ tà ma không chỉ có ma đế, còn có vô số Phật gia đại năng. Không chỉ có như vậy, còn có một chút vạn ma chi địa người, một mực sống sót ở thần tàng chi địa. Vạn ma chi địa mở, thần tàng liền sẽ đặc biệt hỗn loạn, tiến vào võ giả cướp đoạt bảo vật. Giết hại tùy ý có thể gặp. Diệp thần và Mộ Khói bước vào thần tàng chi địa, liền đã phát hiện một ít tranh đấu. Ở phía trước mới có một tòa phế tích thành, kêu Bồ Đề Thành, bên trong tồn tại rất nhiều miếu di chỉ. Di chỉ bên trong, máu chảy thành sông. Duy chỉ có một người hoàn toàn xa lạ. Cách đó không xa, một người vóc dáng to lớn hòa thượng, lại đang miệng to ăn thịt uống rượu. Trong mắt lạnh như băng quét nhìn hết thảy giết hại. Hỗn độn tinh thụ lẩm bẩm nói nhỏ, cái này vẫn là hòa thượng sao? Phật môn và đạo môn tương tự, hắn như vậy phá giới, khó mà tu thành thần Phật. Diệp thần cười một tiếng, cũng không có nói gì. Dẫu sao cái này là chuyện của người khác. Ngay tại Diệp thần và Mộ Yên chuẩn bị lúc rời đi, hòa thượng kia đột nhiên ngừng tay lại, ánh mắt hướng Diệp thần vừa thấy, trong mắt kinh ngạc chớp mắt rồi biến mất. Một giây kế tiếp, chính là xuất hiện ở Diệp thần bên người, mở miệng nói, A-di-đà Phật, rượu thịt xuyên chẳng qua, Phật tổ trong lòng lưu. Diệp thần lười được phản ứng hòa thượng, dù sao ở thần tàng chi địa, cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Hắn dự định tiếp tục đi cốt rồng chi địa. Lão nạp pháp danh giới không, tiểu huynh đệ người khí tức trên người tựa hồ và Phật tổ có duyên phận, nhưng mà tu tập Phật môn công pháp, không bằng theo ta trở về chùa miếu tu hành, mang người bước vào chân chính Phật môn chi đạo. Nhập Phật kim thân, cái này vạn ma chi địa tà ma có thể không nhúc nhích được ngươi. Nếu không, tiểu huynh đệ ngươi vào sâu hơn đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giới không một cặp tròng mắt nhìn Diệp thần, trên mặt một nụ cười. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, ngay tức thì nghĩ tới điều gì. Trong cơ thể hắn còn có ba vị kim Phật đại năng xá lợi. Phỏng đoán cái này giới không cảm giác được mình trong cơ thể xá lợi. Xin lỗi, ta không hề nghĩ ra nhà, liền nhưng hồng trần. Diệp thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, hắn có thể không có công phu tu hành Phật môn công pháp. Thí chủ, sợ rằng ngươi không đi cũng phải đi. Giới không nói xong, một cái tay bắt Diệp thần cánh tay. Diệp thần thấy một màn này, vừa mới chuẩn bị ra tay, nhưng phát hiện không thể nhúc nhích. Mộ Yên đôi mi thanh tú một nhăn mày, ma khí hội tụ, mới vừa muốn ra tay, giới không đưa ra chỉ một cái, nhất thời rơi vào hắn trên thân thể mặt. Một giây kế tiếp cả người đứng tại chỗ không thể nhúc nhích. Diệp thần cau mày, giới không thực lực, lại có thể dễ như trở bàn tay đối phó bọn họ. Sợ rằng đã đạt tới thái hư cảnh. Cái này vạn ma chi địa rốt cuộc cái gì lai lịch, nhiều cường giả như vậy tiến vào. Thí chủ, mời theo ta tới. Giới không nói xong mang Diệp thần trực tiếp rời đi, Mộ Yên trên người giam cầm tháo ra, muốn đuổi theo. Chỉ bất quá Diệp thần cũng sớm đã không có bất kỳ bóng người. Diệp thần đi theo giới không, đi tới một nơi miếu di chỉ, phát hiện miếu cũ nát không chịu nổi thậm chí liền hòa thượng cũng chỉ có hai cái. Hai cái hòa thượng bi ai nhìn một cái Diệp thần. Diệp thần trong nháy mắt rõ ràng, cái này hai cái hòa thượng chỉ sợ cũng là bị giới không cưỡng ép mang tới. Dẫu sao tiến vào vạn ma chi địa, không riêng gì ma tộc cơ duyên, linh võ đại lục Phật môn cường giả tất nhiên cũng là nhận ra được vạn ma chi địa ra đời,
không tiếc bất cứ giá nào bước vào vạn ma chi địa, hơn nữa đi thẳng tới cái này thích hợp nhất thần của bọn họ giấu chi địa. Giới không mang Diệp thần đi tới chùa miếu đại điện, đang phía trước cung phụng là một cái tượng Phật. Tại đại điện hai bên còn có một chút Phật Thích Ca, 18 thần la hư ảnh, hàng long phục hổ. Giới không quỳ xuống ở Phật tổ trước người, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Nếu như không phải là ban đầu giới không miệng to ăn thịt uống rượu hình dáng, Diệp thần thật đúng là lấy là hắn là một cái cao tăng đắc đạo. Diệp thần đứng tại chỗ một hơi một tí, giới không cũng không có để ý, 4 tiếng sau đó, hắn đọc xong kinh, mở miệng nói, thí chủ, người hiện tại có 2 cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là quy theo ta Phật. Nếu như không phải là giới không thực lực cường đại, Diệp thần thật muốn trực tiếp động thủ. Hiện tại hắn duy nhất lá bài tẩy chính là lăng phong thần mạch đoạn thời gian này tồn trữ năng lượng. Nhưng là, ở tượng Phật trước mặt, người quang minh tránh đại uy hiếp, thật tốt sao? Cái này 2 cái ta cũng không chọn. Diệp thần tiếng nói vừa dứt, cầm ra Chu Thiên Thần Ma Thương và Thú Hủ Kiếm. Mặc dù biết giới không thực lực cường đại, vậy hắn cũng phải đánh một trận. Giới không lắc đầu một cái, mở miệng nói, thí chủ. Trên mình ngươi dính Phật môn nhân quả, hơn nữa trong cơ thể cất giấu Phật lực, vì sao không muốn đâu? Diệp thần cười không nói, cả người bóng người bỗng nhiên xông tới. Xích trần huyết mạch và máu thần gia trì, đối mặt giới không hắn không thể không đem hết toàn lực đi đối phó. Giới không mặt không cảm giác, ở Diệp thần xông lên lúc tới, hắn lăng không chỉ một cái. Diệp thần bóng người ngay tức thì định cách. Giới không đi tới hắn bên người. Mở miệng nói, ta cho ngươi đầy đủ thời gian suy tính. Có chuyện ngươi có thể không biết, bần tăng đến từ thần quốc Phật môn, nếu không phải vạn ma chi địa mở, ta mới sẽ không tới nơi này. Ngươi ta gặp nhau cũng coi là duyên phận, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta bước vào Phật môn, không cần 1 năm, ta liền có thể giúp ngươi bước vào phong môn cảnh, hơn nữa 10 năm có thể để cho ngươi đến thái hư cảnh. Ở giới không xem ra, linh võ đại lục võ giả. Muốn đột phá phong môn, thời gian quá lâu. Chỉ có thần quốc mới có thể giúp Diệp thần làm được. Thái hư cảnh đối với linh võ đại lục võ giả sức hấp dẫn quá mạnh mẽ. Nhưng mà Diệp thần nhưng là cự tuyệt nói, không cần, 10 năm quá lâu. Giới không ngẩn ra, chợt hừ lạnh một tiếng, buồn cười, người không mượn thần quốc lực lượng như thế nào đột phá. Tư nguyên chênh lệch nhưng mà đền bù không được, thôi, trễ giờ ta lại tới tìm ngươi. Ngươi đừng mưu toan phá vỡ ta cho ngươi 7 cấm chế. Đây là thuộc về thần quốc cấm chế. Nói xong, giới không liền biến mất. Cùng giới không rời đi sau đó, Diệp thần nhắm mắt lại, lăng phong thần mạch vận chuyển. Lăng phong thần mạch còn có một cái tác dụng, chính là phá vỡ cấm chế. Dù là thần quốc thì như thế nào? Giới không 7 cấm chế ngay tức thì biến mất. Diệp thần không do dự nữa. Thi triển phong lôi chớp mắt trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này giới không hiển nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt cực độ sợ hãi. Hắn 7 cấm chỉ lại có thể bị phá ra. Làm sao có thể? Thằng nhóc kia bất quá là tinh khiếu cảnh. Rất nhanh, Diệp thần liền là tìm được Mộ Yên. Mộ Yên, chúng ta lập tức rời đi. Diệp thần ngươi không có sao chứ? Mộ Yên đi tới Diệp thần bên người quan tâm hỏi nói. Diệp thần lắc đầu một cái, chứ có chút mạo hiểm trở ra, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn. Hắn biết rõ giới không đã phát hiện mình rời đi, nếu là bị tìm được, tất nhiên khó giải quyết. Không do dự nữa, Diệp thần và Mộ Yên cấp tốc hướng cốt rồng chi địa đi. Nhưng mà, chỉ bất quá 100 dặm khoảng cách. Diệp thần sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Thí chủ xin dừng bước. Diệp thần mặt liền biến sắc. Thật là âm hồn không tiêu tan à. Nếu bị giới không đuổi kịp, hắn cũng không dự định chạy trốn, không cần thiết. Ở giới không trong tay, bọn họ chạy trốn chính là một loại xa xỉ. Hắn ngưng mắt nhìn giới không, mở miệng nói, tiền bối, ta cùng Phật môn vô duyên. Nếu như tiền bối lại 3 lần làm khó ta, ta không ngại và tiền bối lấy mạng đổi mạng. Giờ phút này, Diệp thần trong mắt hiện lên sát ý lạnh như băng. Đối với giới không, hắn thật đúng là không sợ. Chỉ là hắn không muốn lãng phí vậy lăng phong thần mạch thật vất vả hội tụ lực lượng. Giới không hơi kinh hãi, hắn ở thần quốc thấy qua Diệp thần loại ánh mắt này. Đối phương thật sự có lá bài tẩy thiệt hại nặng mình.
thậm chí giết chết mình. Đây chính là linh võ đại lục tinh khiếu cảnh à. Hắn có cái gì tự tin? Chế trụ nội tâm khiếp sợ, giới không mở miệng nói, đã như vậy, giới không cũng không phải làm khó, bất quá giới không có là một muốn nhờ. Giới không nguyện ý lấy bất kỳ điều kiện làm giá. Diệp thần con ngươi trầm xuống, có chút không biết rõ cái này giới không ý tưởng. Bất quá hắn ngược lại là nghĩ tới vậy ba vị kim Phật. Nói không chừng cái này giới không chính là vậy ba vị kim Phật cơ duyên. Thí chủ, ta cần ngươi đi thiên chùa di chỉ, lấy được tiến vào Phật quật cơ hội. Ta vốn là thần quốc thiên chùa người, thượng cổ tà ma hạ xuống, ma đế và rất nhiều Phật môn chung nhau trấn áp tà ma. Trong đó có thượng cổ thiên chùa. Lần này ta từ thần quốc tới, chính là muốn lấy một quả xá lợi. Ngươi như nguyện ý giúp ta, ta giới không liền thiếu ngươi một cái ân huệ, người bất kỳ nếu dám động ngươi, đều phải từ ở trên xác ta bước qua. Diệp thần con ngươi ngưng trọng. Giới không thực lực mặc dù không biết, nhưng tuyệt đối mạnh hơn ma ảnh, thậm chí có thể ở thái hư đỉnh cấp. Nếu là có thứ người như vậy bảo vệ, rất nhiều vấn đề cũng sẽ nghênh nhận mà rõ ràng. Hắn suy tính chốc lát, vẫn là nói, ngươi đều không cách nào đoạt được xá lợi. Vì sao ngươi xác định ta được? Giới không cười một tiếng, nghiêm túc nói, ta cảnh giới cố nhiên mạnh mẽ, nhưng không có vượt cấp năng lực chiến đấu. Muốn đi vào Phật quật, hết thảy áp lực tới từ người xâm nhập thực lực. Ta thực lực, đối mặt chém ách cảnh, thất bại nhiều lần. Ngươi không giống nhau, ngươi thực lực đối mặt nhiều lắm là phong môn đỉnh cấp. Mà ngươi, mới vừa rồi có thể uy hiếp ta, phá vỡ ta cấm chế. Hơn nữa trên mình ngươi chiến ý ngút trời, tuyệt đối có thể dung chuyển phong môn cảnh, thậm chí là nửa bước thái hư cảnh. Ngươi là ta đoạt được xá lợi duy nhất có thể. Diệp thần do dự mấy giây, vẫn là gật đầu, được, ta tạm thời đáp ứng. Thiên chùa vị trí, ở thần tàng chỗ sâu, trên căn bản sẽ không ra đời. Ma tộc võ giả đi tới thần tàng chi địa, mặc dù sẽ đoạt bảo vật. Nhưng là cho tới nay sẽ không tiến vào thiên Phật phía trong chùa. Thiên chùa ở thần tàng chi địa, chính là cự vô phách địa vị. Dọc theo đường đi có giới không ở đây, cũng không có bất kỳ võ giả dám ra tay, trừ phi sống không nhịn được. Dọc đường, Diệp thần vậy rõ ràng liền giới không vì sao như vậy. Đó là hắn sư phụ tọa hóa lưu lại xá lợi tử. Hắn cũng biết, giới không ban đầu là thiên chùa đệ tử. Sau đó không biết bởi vì sao sự việc bị đuổi ra ngoài. Mọi người đi tới thiên chùa cửa, phát hiện hai cái quét sân tiểu tăng, thấy giới không thời điểm, ánh mắt cũng đang biến hóa. Vội vàng đem phương trưởng cho ta gọi ra. Giới không tùy tiện mở miệng, hai cái quét sân tiểu tăng cười khổ một tiếng, cũng không nói gì nhiều, đi vào trong chùa miếu mặt. Giới không ngày qua chùa cũng không phải một lần hai lần, trên căn bản bên trong tăng nhân, toàn bộ đều biết hắn. Không có biện pháp danh tiếng quá lớn. Ban đầu giới không vốn là có tư cách trở thành nhiệm kỳ kế phương trưởng, đáng tiếc làm chuyện sai, mới sẽ bị đuổi ra ngoài. Liên quan tới giới không sự việc, đã trở thành cấm kỵ, không cho phép người bất kỳ thảo luận. Giới không dẫn Diệp thần, đi vào trong chùa miếu mặt, tùy ý tìm được một nơi ngồi xuống. Không lâu lắm, thiên chùa phương trưởng xuất hiện ở Diệp thần và giới không trước mặt. Ở phương trưởng bên người còn đi theo hai cái hòa thượng. Phương trưởng thấy giới không, bên trong đôi mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ thần sắc. Lần này ngươi còn phải mang tăng nhân khiêu chiến vậy thượng cổ thần la trận. Ta xem ngươi hay là trở về ngươi thần quốc đi, vậy xá lợi định trước ngươi không mang được. Chúng ta còn phải tiếp tục trấn áp tà ma, chẳng ngờ ở trên mình ngươi tiêu phí quá nhiều thời gian. Giới không tròng mắt lóe lên không nói gì. Phương trưởng nhìn một cái bên cạnh hắn Diệp thần, sau đó mở miệng nói, được rồi, theo ta tới. Mộ Yên ở lại bên ngoài, Diệp thần đi theo phương trưởng bọn họ, đi vào một nơi trong đại điện mặt. Tại đại điện bên trong, trận pháp hơi thở cực kỳ đậm đà. Hơn nữa trung ương trận pháp có 18 tên tăng nhân hư ảnh, toàn thân cao thấp đều là màu vàng, trong tay cầm linh côn. Diệp thần nhìn một cái nhướng mày một cái. Cái này 18 người tăng nhân hư ảnh cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa lại đạt tới nửa bước thái hư. Nếu như 18 người kết hợp trận pháp, thả ra lực lượng tuyệt đối vượt qua thái hư cảnh. Giới không nếu như xông trận, vậy phải đối mặt 18 đạo hư ảnh liền có thể là 18 vị thái hư đỉnh cấp.
thậm chí còn chém ách. Điều này sao có thể thắng? Thiên chùa có thể trở thành thần tàng chi địa mạnh nhất tồn tại, Diệp Thần không dám coi thường. Quả nhiên giới không an bài sự việc, không có như thế đơn giản. Giới không trên mặt cũng là thoáng qua một vẻ lo âu. Hắn vốn cho là cái này 18 đạo hư ảnh đối với Diệp Thần mà nói đều là phong môn trung kỳ, lại không nghĩ rằng trực tiếp nửa bước thái hư. 18 vị nửa bước thái hư, Diệp Thần thật có thể thắng. Hy vọng lần này, sẽ không để cho hắn thất vọng. Diệp Thần cũng không nói nhảm, bước lên trước, cầm ra thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương, 18 thần la hư ảnh lập tức vây hắn lại. Trong tay linh côn rơi trên mặt đất, bộc phát ra nặng nề tiếng vang. Tiếng vang có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, để cho Diệp Thần có chút cảnh giác, sau đó bóng người bỗng nhiên xông tới. Bất hủ kiếm ý ngưng tụ ở thú hủ kiếm trong đó, thương ý hóa thành một cái kim long xông lên đi giết. Diệp Thần dự định từng cái kích phá, trước đối phó một người nói sau, nhưng mà hắn ý tưởng, rất nhanh thì trở thành một cái sai lầm. 18 thần la hư ảnh ra tay một cái, tựa như tâm linh tương thông, mỗi một người quơ múa ra linh côn, tốc độ không kém chút nào. Bọn họ cũng sớm đã tạo thành ăn ý, Diệp Thần muốn từng cái kích phá nói, căn bản không có thể. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trừ phi Diệp Thần có thể trong nháy mắt, đánh bại 18 thần la hư ảnh. 18 thần la hư ảnh quơ múa ra linh côn thời điểm, hổ hổ sinh uy, phá không thanh âm truyền tới, Diệp Thần cả người thân thể, bay về phía hư không. Ở hắn bay về phía hư không trong nháy mắt, thú hủ kiếm bộc phát ra một đạo cực hạn kiếm quang xông lên đi giết. Trảm thiên kiếm, phần thiên kiếm, hoàn toàn không đủ. Diệp Thần trực tiếp sử dụng kiếm thứ ba, vạn cổ kinh lôi kiếm. Ở kiếm quang xông tới thời điểm, 18 thần la hư ảnh nâng lên linh côn, tạo thành một cái lồng bảo hộ. Phịch, một kiếm rơi xuống, 18 thần la hư ảnh không có chút nào nhúc nhích. Cuồng bạo quy luật, ở Diệp Thần trong cơ thể không ngừng lưu động, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống. Ở nhiệt độ giảm xuống thời điểm, Diệp Thần sát ý ngưng tụ, phát ra ông ông tiếng vang. Bất hủ thần thể bộc phát ra kim quang sáng chói, nâng lên trong tay thú hủ kiếm. Kiếm quang nháy mắt bây giờ xông ra, 18 thần la hư ảnh trong tay linh côn, bắt đầu xoay tròn. Ở kiếm quang và xoay tròn linh côn lẫn nhau tiếp xúc thời điểm, bỗng nhiên bắn ra trở về. Kiếm quang phương hướng hướng Diệp Thần xông lại. Diệp Thần bóng người nhẹ né tránh, trong mắt nhìn chằm chằm 18 thần la hư ảnh, trong tròng mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng thần sắc. 18 thần la hư ảnh thực lực, so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn, không dễ dàng đối phó. Đây có thể cũng hàm chứa thần quốc lực. Hô! 18 thần la hư ảnh giận quát một tiếng, bay về phía hư không, hướng Diệp Thần công kích đi. 18 cây linh côn, tốc độ nhất trí, điên cuồng xông lại. Diệp Thần nâng lên trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ nói, vạn ma lực, phá cho ta. Súng còn chưa tới, nhưng là thương ý cũng đã bắt đầu không ngừng lan truyền. Giới không ở bên cạnh thấy một màn này, trong tròng mắt thoáng qua vẻ kích động thần sắc. Nói không chừng Diệp Thần thật có thể đánh bại 18 thần la hư ảnh. Nhiều năm qua như vậy, hắn rốt cuộc gặp được một chút hy vọng. Phương Trượng cau mày, ở một bên nói cái gì vậy chưa nói. Mặc dù Diệp Thần có thể ngăn cản 18 thần la hư ảnh thế công, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. 18 thần la hư ảnh có thể bày trận, đến lúc đó thực lực càng cường đại hơn, vậy Diệp Thần như thế nào có thể đủ là đối thủ? Phịch, 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 răng khắp nơi kiếm quang và thương ý, lan truyền đến bốn phía. Trong thời gian ngắn, Diệp Thần không bắt được 18 thần la hư ảnh, bất quá 18 thần la hư ảnh vậy không chiếm được bất kỳ chỗ tốt. 18 thần la hư ảnh phân tán ra, đột nhiên trận liệt, bọn họ linh côn phía trên. Quấn vòng quanh mãnh hổ và kim long hư ảnh. Mỗi một cái mãnh hổ và kim long hư ảnh tản mát ra hơi thở, cũng dị thường khủng bố. Diệp Thần nhướng mày một cái, trên người ma khu bộc phát ra, ở hắn mặt ngoài thân thể lên, một đầu cửu trảo kim long, quấn quanh ở hắn trên thân thể mặt. Vèo, vèo, vèo. Tất cả mãnh hổ và cửu trảo kim long liều chết xông tới, đưa tới không gian không ngừng chấn động. Oanh, oanh, oanh. Phạm vi nổ điếc tai nhức óc, ở Diệp Thần biến mất bóng người bên trong,
xuất hiện mười mấy chuôi khí tức cường đại trường kiếm. Trường kiếm phát ra ông ông tiếng vang, tản mát ra hơi thở, để cho 18 thần la hư ảnh trên mặt, nhẹ biến đổi. Cung điện bị nổ mở một cái lỗ thủng, 18 thần la hư ảnh vậy mở đi mấy phần. Thình lình nổ, để cho bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Lúc này, Diệp Thần bóng người đã liều chết xông tới. Thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần ma thương trên mình phóng thích vô tận sắc bén. Diệp Thần muốn phá trận. Thật ra thì hắn có phương pháp đơn giản hơn, vận dụng tiểu hoàng. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, hắn mới vừa đột phá đến tinh khiếu 8 tầng thiên, căn cơ còn không ổn, thích hợp chiến đấu đối với hắn có lợi. Phương Trượng hơi biến sắc mặt, vào lúc này trực tiếp ra tay, chặn Diệp Thần nhất kích. Hắn ra tay một cái, vậy đại biểu 18 thần la hư ảnh thua. Mới vừa rồi nếu như hắn không ngăn cản, sợ rằng 18 thần la hư ảnh muốn tiêu tán mấy cái. Đây là Phương Trượng tuyệt đối không cho phép xuất hiện sự việc. 18 thần la hư ảnh mỗi một vị cũng tốn phí nhiều tài nguyên, có trấn áp tà ma, bảo vệ cái này di chỉ hiệu quả, tuyệt đối không thể tiêu tán. Diệp Thần thu hồi thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần ma thương mở miệng nói, đa tạ. Giới không đi tới Diệp Thần trước mặt muốn dùng sức ôm lấy, lại bị Diệp Thần né tránh, nhiều năm như vậy hắn tâm nguyện, rốt cuộc mau phải hoàn thành. Phương Trượng, người trước đáp ứng ta sự việc, cũng đừng quên. Tiến vào Phật quật cầm ra xá lợi tử, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Ban đầu giới không có nói cho Phật quật tình huống, chủ yếu là bởi vì không xác thực định Diệp Thần có thể hay không thắng. Phương Trượng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đã đồng ý. Giới không cầm Phật quật bên trong tình huống và xá lợi tử vị trí nói cho Diệp Thần. Phật quật tồn phóng thiên chùa cao tăng đắc đạo xá lợi tử. Xá lợi tử có Phật tính, lâu ngày cũng được là trời chùa tu luyện thánh địa. Mỗi một người tăng nhân tiến vào Phật quật có thể giác ngộ, cũng có ở Phật quật bên trong đột phá tu vi. Diệp Thần lần này tiến vào Phật quật bên trong, có lẽ cũng là một loại cơ duyên. Vốn là lấy là chỉ là cầm một cái xá lợi tử mà thôi, Diệp Thần cũng không có nghĩ tới, sẽ có chỗ tốt. Đối với Phật quật hắn loáng thoáng còn có một chút mong đợi. Bất quá! Từ Phương Trượng nơi đó biết được, Diệp Thần mặc dù có thể đi vào, nhưng là trừ giới không sư phó xá lợi tử ra, không thể lấy đi bất kỳ thứ nào đồ, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần cũng biết Phật quật nhìn trời chùa tầm quan trọng, tự nhiên sẽ không hơn cầm. Nếu là có thể tu vi lại đột phá, cũng coi là hài lòng. Lần này hắn vốn chính là bởi vì giới không, mới có thể tiến vào Phật quật bên trong, vậy không có quá nhiều ý tưởng. Diệp Thần đi theo ở Phương Trượng sau lưng, đi tới một nơi sau núi, có một cái cửa hang. Cửa hang chỗ có một vị tăng nhân, ngồi tại chỗ, một mực nhắm mắt lại. Diệp Thần nhìn một cái cũng cảm giác thực lực sâu không lường được, chỉ sợ là thiên chùa cường đại nhất tồn tại. Phương Trượng lại đem sự việc dặn dò Diệp Thần một lần, mới để cho hắn tiến vào bên trong. Diệp Thần một thân một mình tiến vào Phật quật bên trong. Không có đi mấy bước liền phát hiện tất cả loại Phật Thích Ca pho tượng. Càng sâu nhập, phát hiện Phật gia hơi thở càng ngày càng nồng đậm. Hơn nữa trong cơ thể vậy ba vị kim Phật xá lợi lóe lên ánh sáng chói mắt, dường như muốn lập tức lao ra. Rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại, bởi vì hắn đã thấy trưng bày xá lợi tử. Trước mặt nhất xá lợi tử, đại biểu ban đầu tăng nhân tu vi yếu nhất. Giới không sư phụ cũng chính là trước một đời Phương Trượng. Ở Phật quật tận cùng bên trong. Diệp Thần mới vừa tiếp tục đi tới trước hai bước, nhưng phát hiện xá lợi tử khác thường động. Những thứ này xá lợi tử, từng cái bay về phía hư không, tản mát ra Phật quang bao phủ ở hắn trên thân thể mặt. Ở xá lợi tử phía trên, xuất hiện từng cái tăng nhân hư ảnh. Những hư ảnh này, nhìn Diệp Thần trừng mắt trợn tròn, xòe bàn tay ra, Phật quang không ngừng rơi xuống. Diệp Thần nhướng mày một cái. Những thứ này xá lợi tử tựa hồ muốn chấn áp hắn. Hắn trên mình vốn là có ma khu, trên mình tràn đầy ma tính. Phật Thích Ca hư ảnh cho rằng Diệp Thần là một tôn tà ma, mới dễ xuất thủ chấn áp. Mấu chốt những chuyện này, vậy Phương Trượng cũng không có giao phó à? Diệp Thần khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, hắn biết chắc bị Phương Trượng tính toán. Ban đầu thú hủ kiếm tản mát ra hơi thở, liền có ma khí.
Phương Trượng để ở trong mắt, nhưng cho tới bây giờ đã không có nhắc nhở cho. Muốn cho hắn tiến vào Phật quật bên trong biết khó mà lui, đến lúc đó giới không sư phó Xá Lợi Tử, tự nhiên không lấy được. Bị Phương Trượng cho tính toán, Diệp Thần trong nội tâm không thoải mái, hắn cũng muốn xem, có thể đi tới một bước kia. Phật Thích Ca lúc còn sống thực lực mặc dù không yếu, nhưng là hiện tại cũng không quá hư ảnh mà thôi. Diệp Thần không có bất kỳ sợ hãi, ở Phật Thích Ca ra tay trấn áp thời điểm. Trên người hắn ma khí hoàn toàn bộc phát ra, không lùi mà tiến tới. Vì sao là ma, vì sao là Phật? Diệp Thần trong lòng có định nghĩa của mình, Phật cũng tốt ma cũng được, chân chính còn muốn xem mình bản tâm. Ma khí phún ra ngoài một khắc kia, Phật Thích Ca hư ảnh không ngừng hạ xuống Phật quang. Hai người lẫn nhau tiếp xúc, Phật quang muốn trấn áp ma khí, nhưng mà Diệp Thần trên người ma khí, nhưng không sợ hãi chút nào. Hai người giao phong, nhất định có một tổn thương. Phật khí hạ xuống ở Diệp Thần trên thân thể mặt, rất nhanh bị ma khí ăn mòn. Cuối cùng ma khí càng ngày càng nồng đậm, ngược lại Phật quang càng ngày càng yếu ớt. Thắng bại đã vô cùng rõ ràng, Diệp Thần không cần phải lại tiếp tục lãng phí thời gian, sải bước qua đi. Hắn nếu là muốn hủy diệt những thứ này Xá Lợi Tử dễ như trở bàn tay, bất quá đến lúc đó Phương Trượng sợ rằng sẽ cùng hắn liều mạng. Diệp Thần tiếp tục đi tới trước, nửa đường vậy gặp phải một ít Xá Lợi Tử, muốn trấn áp hắn. Đáng tiếc toàn bộ đều thất bại, Diệp Thần cũng không có mênh mông tự đắc, ngược lại càng thêm cảnh giác. Vừa tiến vào chỗ sâu, hắn lại càng có thể cảm nhận được đậm đà Phật quang. Hắn có một loại cảm giác, đã đặt mình vào ở Phật quang bên trong đại dương. Diệp Thần cảm giác, nếu như mình không lúc nào lưu lại ở Phật quật bên trong, sợ rằng sớm muộn có một ngày, sẽ quy theo Phật môn. Loại cảm giác này không nói được đạo không rõ, nhưng lại chân thực tồn tại. Lại tiếp tục xâm nhập nói, Diệp Thần nói không chừng thật sẽ bị Phật Thích Ca hư ảnh trấn áp. Dĩ nhiên hắn cũng không có sợ hãi, tiếp tục đi tới trước, đi tới một nơi trong mật thất mặt, phát hiện để Xá Lợi Tử. Không một ngoại lệ Xá Lợi Tử cũng hóa thành Phật Thích Ca hư ảnh, dọc theo con đường này Diệp Thần cũng sớm đã thói quen. Phật Thích Ca hư ảnh cũng không có lập tức ra tay, ngược lại nhìn Diệp Thần mở miệng nói, tà ma quy theo ta Phật, có thể lưu ngươi một mạng. Diệp Thần kinh ngạc nhìn một mắt, xem ra những thứ này Phật Thích Ca hư ảnh còn có nhất định thần trí. Vì sao là Phật, vì sao là ma? Diệp Thần lớn tiếng mở miệng chất vấn nói, trong mắt nhìn chằm chằm Phật Thích Ca hư ảnh. Phật tâm trong lòng chúng sanh, ma nhưng giết hại chúng sanh. Một cái trong đó Phật Thích Ca trực tiếp mở miệng nói. Nếu như Phật sát hại sinh linh, ma nhưng bảo vệ người phàm, rốt cuộc ai là Phật ai là ma? Phật sẽ không giết hại sinh linh. Diệp Thần nghe gặp Phật Thích Ca thanh âm, khóe miệng toát ra một chút nụ cười khinh thường. Ngu xuẩn, ngu không thể nói, chẳng lẽ ngươi biết hắn suy nghĩ trong lòng. Diệp Thần tức giận mắng, Phật và ma bây giờ trừ tu luyện không giống nhau ra, và người không có khác biệt. Chân chính khác biệt ở chỗ lòng. Nếu như một cái ma đầu lòng trong lòng thiên hạ, như thường có thể là một người tốt. Phật Thích Ca vì ham muốn cá nhân, giết hại võ giả hoặc là người phàm, chẳng lẽ hắn vậy là người tốt? Người và người bản chất ở chỗ lòng. Đây là ma đế biến đổi ngầm nói cho Diệp Thần. Cũng là Diệp Thần đạo tâm căn bản. Diệp Thần cầm những lời này nói cho Phật Thích Ca hư ảnh, đột nhiên bây giờ Phật Thích Ca trầm mặc. Những lời này để cho bọn họ có chút mê mang, mỗi một vị Phật Thích Ca trước người đều là cao tăng đắc đạo, mọi người kính ngưỡng tồn tại, nhưng là giờ khắc này. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến một người. Vị kia ma đế. Ma đế ban đầu liên hiệp nhiều người Phật trấn áp tà mị, vậy hắn là mọi người chú ý bên trong cho là ma sao? Không phải. Bọn họ tu hành cả đời, nhưng phát hiện mình lý niệm có vấn đề. Đột nhiên một người Phật Thích Ca hư ảnh tựa hồ giác ngộ, thở dài một tiếng. Ban đầu hắn tiêu diệt một tôn người của ma tộc, nhưng chính mắt nhìn thấy vậy người của ma tộc cứu cái kế tiếp bé gái. Nhưng là hắn như cũ đem tiêu diệt. Bởi vì ma chính là ma. Hắn cho rằng ma chính là đại biểu tà ác. Vì sao là ma, vì sao là Phật? Phật Thích Ca cất tiếng cười to, sau đó Xá Lợi Tử ầm ầm nổ. Tu hành cả đời, nhưng phát hiện con đường của mình sai rồi, hắn Xá Lợi Tử cũng không nên tồn tại ở thế gian.
không xứng bị tăng nhân kính ngưỡng. Cho nên hắn lựa chọn tự bạo Xá Lợi Tử, Diệp Thần nhìn biến mất Phật Thích Ca hư ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Còn lại Phật Thích Ca nhìn Diệp Thần bóng người, bọn họ tu hành cả đời Phật, nhưng phát hiện còn không bằng một cái tinh khiếu cảnh võ giả, đột nhiên cất tiếng cười to. Thí chủ, nguyên lai chúng ta thật sai rồi, cái này Bảo Thần Ngọc Liên, chúng ta đã không lại có. Trong đó một người Phật Thích Ca hư ảnh, đưa ra chỉ một cái, ở trong mật thất mặt một nơi xó xỉnh, một đóa nở rộ hoa sen, rơi vào Diệp Thần dưới chân. Diệp Thần không nghĩ tới vốn là chỉ bất quá tranh chấp một phen, lại có thể lấy được thật tốt chỗ. Diệp Thần mắt nhìn cái khác Phật Thích Ca, ý kiến không cần nói cũng biết, dù sao đều đã chết, thứ tốt vậy không tới, không bằng đều đặt ở trong tay hắn. Còn lại Phật Thích Ca nhìn Diệp Thần dáng vẻ, không khỏi cười khổ một tiếng. Mới vừa rồi Diệp Thần rất có một chút cao tăng đắc đạo hình dáng, bây giờ nhìn lại, giống như là một người tham tiền tiểu quỷ. Còn thừa lại Phật Thích Ca đưa ra chỉ một cái, một đạo lưu quang tiến vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần cảm giác được năng lượng tinh thuần, chảy vào đến hắn ngũ tạng lục phủ, không chỉ có như vậy, trong đầu xuất hiện những thứ này Phật Thích Ca lúc còn sống cảm ngộ. Xếp chân ngồi trên mặt đất, Diệp Thần đã không kịp suy nghĩ nhiều, phải hiện tại liền bắt đầu luyện hóa năng lượng. Ở bên ngoài, Phương Trượng cảm giác được một viên Xá Lợi Tử nổ, cả người gò má, hoàn toàn tức giận. Nếu như chỉ là đơn thuần một viên Xá Lợi Tử nổ, cũng sẽ không để cho hắn tức giận như vậy. Chủ yếu nhất nguyên nhân, đạo Bảo Thần Ngọc Liên hơi thở biến mất. Đây chính là Phật môn trọng bảo, một mực gửi ở Phật quật bên trong. Hiện tại Phật quật bên trong chỉ có Diệp Thần một người, nghĩ cũng không cần muốn, cũng biết là ai làm. Người đâu, cầm Diệp Thần bằng hữu còn có giới không, toàn bộ bắt lại. Giờ khắc này, Phương Trượng đã không khống chế được lửa giận của mình. Giới không thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là Phương Trượng và còn lại ba tên thần quốc tăng nhân, đồng loạt ra tay. Vốn là bọn họ còn không biết phát sinh cái gì, nghe nói đạo Bảo Thần Ngọc Liên mất đi hơi thở và Xá Lợi Tử nổ. Giới không lập tức cũng biết, sự việc đến một cái nghiêm trọng tình huống. Mỗi một lần Phật quật bên trong chỉ có thể tiến vào một người, muốn lại đi vào, chỉ có thể chờ đợi người khác đi ra. Diệp Thần bây giờ còn chưa có đi ra, bất quá ở Phật quật bên ngoài, đã có tăng nhân bày trận mà đợi. Chỉ cần Diệp Thần vừa ra tới, liền sẽ lập tức bị bắt. Ở một nơi trong phòng, Phương Trượng nhìn giới không, mở miệng nói, ban đầu ngươi phạm sai lầm, suýt nữa phá hủy hết thảy, thậm chí chỉ có trấn chúng ta đè nơi này, mới có thể tiêu diệt trong lòng lỗi. Hiện tại người dẫn tới đây người, lấy đi đạo Bảo Thần Ngọc Liên, nếu như xảy ra vấn đề gì mà nói, người rõ ràng là hậu quả dạng gì. Giới không ở một bên không nói câu nào, chuyện ban đầu, thiếu chút nữa nổi lên thành đại họa, may mắn hữu kinh vô hiểm. Đây cũng là hắn tại sao sẽ bị đuổi nguyên nhân. Từ đó về sau, giới không hoàn toàn biến thành một người khác. Đối với hết thảy các thứ này, Diệp Thần hoàn toàn không biết, hắn còn đắm chìm trong tăng lên cảnh giới vui sướng trong đó. Lần này hắn thành công đột phá đến tinh khiếu cảnh tầng 9 trời, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào phong môn cảnh. Một khi đột phá phong môn cảnh mà nói, hắn thực lực sẽ có một cái chất tăng lên. Vốn cho là vạn ma chi địa là ma đế cơ duyên, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lâu như vậy, vẫn luôn là thuộc về mình cơ duyên. Hắn trong thân thể còn phun trào ra Phật quang, ma khí và Phật quang ở trong cơ thể hắn không ngừng chém giết. Trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được, nhưng là tạo thành một loại quỷ dị thăng bằng. Diệp Thần biết, những thứ này Phật Thích Ca hư ảnh, mặc dù ở Phật đạo phía trên đánh bại, nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể trở thành Phật Thích Ca. Đây là Phật Thích Ca hư ảnh một điểm nhỏ tư tâm. Nếu ngươi đã tỉnh lại, cái này cái lệnh bài ngươi cầm, đến lúc đó Phương Trưởng cũng sẽ không truy cứu. Phật Thích Ca hư ảnh trong tay xuất hiện một quả lệnh bài, đặt ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, Xá Lợi Tử nổ và đạo Bảo Thần Ngọc Liên sự việc, đi ra ngoài, nhất định phải giải thích. Hắn còn chưa nhất định có thể giải thích rõ, hiện tại có cái này cái lệnh bài tồn tại. Diệp Thần cũng không cần tiếp tục lo lắng. Phật Thích Ca hư ảnh biến mất ở trong không khí, Xá Lợi Tử trở về đến trong mật thất mặt. Diệp Thần tiếp tục đi tới trước, ở phía trước Phương phát hiện giới không sư phó Xá Lợi Tử. Trong cơ thể hắn có Phật quang,
chỉ cần thả ra Phật quang là có thể bình yên vô sự tới đây. Bắt được Xá Lợi Tử, Diệp Thần chuẩn bị rời đi. Lần này hắn thu hoạch to lớn, đạo bảo thần Ngọc Liên công hiệu, hắn có thời gian, được lại nghiên cứu một chút. Rất nhanh, Diệp Thần xuất hiện ở Phật quật bên ngoài, nhưng phát hiện vô số tăng nhân bày trận mà đợi, hắn còn chưa mở miệng, tăng nhân trực tiếp động thủ. Cuồng bạo Phật lực đồng loạt hướng hắn phun trào. Mấu chốt cái này Phật lực bên trong lại mang sát ý lạnh như băng. Diệp Thần không đường có thể lui. Ở không khí ngột ngạt đến mức tận cùng thời điểm, một cái thân ảnh già nua đi ra. Chính là vậy Phương Trưởng. Cầm đạo bảo thần Ngọc Liên giao ra. Phương Trưởng không nói hai lời trực tiếp mở miệng, chỉ cần đạo bảo thần Ngọc Liên không có sao, xem ở giới không mặt mũi, hắn có thể thả qua Diệp Thần bọn họ. Còn như Xá Lợi Tử nổ, Phương Trưởng trong lòng cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất quá khẳng định sẽ không nói ra. Đạo bảo thần Ngọc Liên là Phật môn tiền bối đưa cho ta, ngươi nếu không tin, ta có chứng minh. Diệp Thần cũng không có kinh hoàng, dù sao hắn có Phật môn tiền bối tín vật, bên cạnh còn có giới không, cũng không sợ Phương Trưởng dám đùa dựa vào. Phương Trưởng nhướng mày một cái, đạo bảo thần Ngọc Liên tầm quan trọng, Phật môn tiền bối làm sao có thể không biết. Ngươi như thế nào chứng minh? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm ra lệnh bài nhét vào Phương Trưởng trong tay. Vô số kim quang phun trào. Phật quang không ngừng từ lệnh bài bên trong lan tràn. Phương Trưởng diễn cảm cực độ cổ quái. Lệnh bài kia như bên trong không phải tồn tại tự nguyện, làm sao có thể sẽ cho một cái tinh khiếu cảnh tiểu tử. Mấu chốt trong cơ thể của tiểu tử này ma khí quá mức mạnh mẽ. Thậm chí có thể là tà ma đời sau. Loại người này có cái gì tư cách nắm trong tay thần vật kia? Ngươi cầm Phật quật bên trong tình huống, đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta. Tiếp theo Diệp Thần cầm ở Phật quật sự việc nói cho Phương Trưởng, vậy không có bất kỳ bỏ sót chỗ. Phương Trưởng vẫy tay, để cho tăng nhân tản ra. Còn như đạo bảo thần Ngọc Liên, ngược lại là cũng không có đòi. Hắn thân là trời chùa Phương Trưởng, cũng coi là cao tăng đắc đạo. Nếu là Phật môn tiền bối ban cho, chuyện này cũng chỉ tới đó mới ngưng. Giới không vội vàng đi tới, kích động nói, Xá Lợi lấy được không? Diệp Thần gật đầu một cái, cầm trong tay Xá Lợi giao cho giới không. Một khắc sau, giới không lại trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt đa tạ. Chỉ có giới không biết, hắn cùng cái này cái Xá Lợi biết bao lâu. Cái này Xá Lợi đối với hắn mà nói trọng yếu bực nào. Giới không đưa ra một tấm phù văn, đối với Diệp Thần nói, sau này ngươi nếu có khó khăn, trái tờ này thần phù, ta liền sẽ nhanh nhất chạy tới. Người bất kỳ nếu như dám động ngươi, thì nhất định phải trước từ ta trên thi thể bước qua. Điều này đại biểu giới không quyết tâm, càng đại biểu một phần thiên đại ân huệ. Diệp Thần trong lòng mừng rỡ, giới không thực lực cường đại, nếu có đối phương cam kết, có lẽ có thể giải quyết rất nhiều chuyện, hắn nhận lấy thần phù. Mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, toàn bộ thần tàng chi địa, truyền tới một cổ cực mạnh chấn động. Giới không và Phương Trưởng sắc mặt tụ đổi, không tốt, thần tàng chi địa tà ma lại xuất hiện. Diệp Thần nhìn giới không, có chút không hiểu, theo lý mà nói, thiên chùa là Phật môn thánh địa, làm sao có thể sẽ xuất hiện như thế nhiều ma thi. Hiện tại ma thi đã xuất hiện, giới không cũng không có giấu giếm ý kiến, cầm sự việc nói cho Diệp Thần. Nguyên lai Phật quật tạo thành chính là dùng Phật quang tới chấn áp xuống lòng đất ma thi. Hiện tại Diệp Thần tiến vào Phật quật, bên trong dị động, đưa đến không cách nào chấn áp những thứ này ma thi. Những thứ này ma thi trên trán mặt, màu trắng vòng sáng không ngừng tản mát ra màu đen ma khí. Ma khí phun trào, bao phủ ở thiên chùa. Ở trên trời Phật phía trong chùa tăng nhân, thả ra Phật quang tới đối kháng. Phương Trưởng và thần quốc cường giả cũng sớm đã bay về phía hư không, muốn chấn áp ma thi. Phật quang phun trào, nhưng là ma khí chân thực quá nhiều. Dưới tình huống này, hoàn toàn chính là như muối bỏ biển. Ngay tại lúc này, Diệp Thần bất ngờ phát hiện, Phật quật bên trong Xá Lợi Tử bay ra, ngưng tụ thành hư ảo bóng người. Những thứ này Phật Thích Ca Diệp Thần đều biết, có chút nhớ nhung muốn chấn áp hắn, còn thấy cho hắn đạo bảo thần Ngọc Liên Phật Thích Ca. Những thứ này Phật Thích Ca cũng sớm đã tử vong, bọn họ Xá Lợi Tử nhìn đến ở Phật quật bên trong, chưa để cho Phật môn võ giả tu luyện trở ra,
nhất chủ yếu chính là trấn áp ma thi. Hiện tại ma thi xuất hiện, không thể không để cho bọn họ tản mát ra sau cùng dư nhiệt. Hư không phía trên chiến đấu đã đánh vang, những thứ này ma khí phun trào, đối với Diệp Thần và Mộ Yên mà nói, không có bất kỳ nguy hại. Ngược lại có thể ở ma khí trong đó, sức chiến đấu gấp bội. Mộ Yên là ma đế nữ nhi, Diệp Thần có ma khu. Nói liếc, hắn hai người chúng ta chính là lợi dụng ma khí để chiến đấu và tu luyện. Ma thi không ngừng từ Phật quật bên trong phún ra ngoài, Diệp Thần cũng không biết Phật quật bên trong rốt cuộc trấn áp nhiều ít ma thi. Ma thi xuất hiện đối phó tăng nhân võ giả, Diệp Thần vậy gia nhập chiến đấu bên trong. Diệp Thần lấy được đắc đạo bảo thần Ngọc Liên, coi như là thiên chùa bởi vì, hắn cần còn phần này quả. Phật môn chú trọng quan hệ nhân quả. Hư không phía trên chiến đấu, hắn mặc dù không có thể nhúng tay, nhưng là trên mặt đất, cũng có thể hết sức một chút nguyên mỏng lực. Giới không cũng sớm đã gia nhập hư không phía trên chiến đấu, hắn mặc dù bị đuổi, bất quá trong xương cốt vẫn là thiên chùa người. Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thần thành công chém rất không thiếu ma thi, hắn nhìn một cái bốn phía, nhưng là phát hiện tăng nhân đã có không thiếu chết, đại điện không ngừng sụp đổ. Ma thi còn đang không ngừng từ Phật quật bên trong phun ra ngoài. Ở nơi này là thần tàng chi địa, hoàn toàn chính là ma thi địa bàn. Giết hại còn đang không ngừng kéo dài, hư không phía trên, phương trượng cả người bóng người rớt rơi trên mặt đất. Hắn trong miệng một búng máu phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Phương trượng thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là thượng cổ ma thi và thượng cổ tà ma chân thực quá nhiều. Xá lợi tử từng cái bể tan tành, một tôn tôn Phật Thích Ca hư ảnh tiêu tán ở giữa thiên địa. Giới không cũng không khá hơn chút nào, quần áo trên người không đúng, còn có nhiều chỗ vết máu. Tất cả tăng nhân, toàn bộ thoát đi. Phương trượng lớn tiếng giống giận, trận chiến này bọn họ đánh bại, không thể tiếp tục lưu ở chỗ này. Ở tăng nhân chuẩn bị chạy trốn thời điểm, thiên chùa bốn phía, xuất hiện một cái trận pháp. Trận pháp dâng lên, bao phủ ở toàn bộ thiên chùa, tạo thành một cái gió thổi không lọt khốn trận. Ở trên trời chùa phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái áo bào đen người đàn ông. Áo bào đen người đàn ông trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, thật tốt hưởng thụ, giết hại thịnh yến đi. Áo bào đen nam tử sau khi nói xong, xoay người rời đi, không có bất kỳ dừng lại. Diệp Thần nhìn chằm chằm áo bào đen nam tử, nhận ra được một chút quen thuộc hơi thở. Quân Ma Trần. Bất quá người nọ khẳng định không phải Quân Ma Trần. Nhưng vậy tất nhiên là Quân Ma Trần phái đi ra ngoài tồn tại. Thần tàng chi địa, vẫn còn có Ma Tôn Đế Cung bóng dáng. Ma Tôn Đế Cung rốt cuộc muốn làm gì? Mà giờ khắc này bị thương phương trưởng cũng không nói nhảm, quanh thân phóng thích cực mạnh nhất kích. Nhưng là một kích này, nhưng là để cho khốn trận không có phản ứng chút nào. Trận pháp này có thể ngăn cản thái hư đỉnh cấp lực lượng. Khủng bố như vậy. Rất nhiều thần quốc tăng nhân giống vậy hội tụ lực lượng, vẫn như cũ không phá nổi trận pháp. Phương trượng trong mắt viết đầy tịch mịch. Rất nhiều tăng nhân trong lòng cũng rõ ràng, sợ rằng cái này hết thảy đều phải ở chỗ này kết thúc. Bọn họ không sợ tử vong, nhưng là bọn họ sau khi chết, vạn ma chi địa lực lượng thì thật khốn không được. Đến lúc đó, vô số tà ma xông ra, cái này sau lưng giá phải trả, không người nào có thể chịu đựng. Năm đó ma đế và rất nhiều Phật môn đồng tâm hiệp lực kết quả, quay đầu lại nhưng là thất bại trong gang tấc. Không biết qua bao lâu, giới không đi tới Diệp Thần bên người, mở miệng nói, Diệp Thần, chúng ta quyết định rất lực phá trận, đến lúc đó sẽ tự bạo, đánh mở một cái trận pháp lỗ hổng, các ngươi từ lỗ hổng chạy đi. Đây là biện pháp duy nhất. Diệp Thần nghe gặp giới không mà nói, cả người nhướng mày một cái. Trận pháp bền chắc không thể gãy, dù là tự bạo, sợ rằng thiên chùa nhiều cường giả, cũng phải bỏ mạng. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Cái này khốn trận nhưng mà trận pháp à? Mà hắn bên người có một loại tồn tại, chuyên ăn trận pháp. Chờ một chút, ta có biện pháp. Vốn là thiên chùa đối với hắn có ân, hơn nữa trợ giúp thiên chùa vậy đang ngăn trở Ma Tôn Đế Cung. Nếu như thiên chùa nhiều cường giả chết, đến lúc đó ma thi sợ rằng sẽ ở ma tộc giết hại. Toàn bộ linh võ đại lục cũng sẽ máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Giới không và phương trượng trong mắt kinh ngạc. Có biện pháp.
hôm nay cái này loại tình cảnh, còn có thể có biện pháp gì? Bọn họ cũng không cho rằng, một cái tinh khiếu cảnh, có thể phá ra cái này rất nhiều thái hư cảnh vậy phá không mở được mạnh mẽ khốn trận. Diệp thần, chuyện này không phải chuyện đùa, người đến lúc này liền không nên nói đùa, giới không mở miệng nói. Phương trưởng cũng là trầm giọng nói, chân thực không được, ta cháy máu tươi và tu vi. Không thể để cho những tên kia được như ý. Diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng vẫn là cố ý nói, tiếp theo giao cho ta là được. Các ngươi tất cả mọi người nhắm mắt, ta chỉ cần 3 giây. Mọi người nghe, ngay tức thì không biết làm sao. 3 giây có thể làm gì? 3 tiếng cũng không có dùng à. Cố nhiên đối với Diệp thần hoài nghi, mọi người vẫn là lựa chọn nhắm mắt. Một giây kế tiếp, một cái trứng khổng lồ trôi lơ lửng ra. Diệp thần khẽ mỉm cười, tiểu hoàng, lại cho ngươi đưa ăn ngon. Nguyên bản trứng khổng lồ tiểu hoàng còn có chút buồn ngủ, làm tầm mắt chạm được trận pháp kia, nhưng là kích động đến trình độ cao nhất. Không cùng Diệp thần phản ứng, trực tiếp chào hướng vậy nghịch thiên trận pháp. Đỏ xanh ánh sáng lóng lánh. Trận pháp kia rất miễn cưỡng bị tiểu hoàng cắn nuốt. Trận pháp cố nhiên muốn vùng vẫy, nhưng là căn bản không địch lại tiểu hoàng cường thế. Hơn nữa tiểu hoàng quanh thân vết nứt càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên khoảng cách tái hiện ngày càng gần. Diệp thần thậm chí đang suy nghĩ, đi chỗ nào cho tiểu hoàng tìm trận pháp cường đại hơn. Có lẽ lần kế, tiểu hoàng liền triệt để phá vỡ. Diệp thần trực tiếp để cho tiểu hoàng tiến vào luân hồi mộ địa, như vậy nghịch thiên tồn tại, không thể quá sớm bại lộ. Tiểu hoàng là hắn một trong những lá bài tẩy. Chỉ là không biết cường đại hơn lá bài tẩy huyết long hiện tại ở nơi nào. Cùng lúc đó, cửu thiên thần long điện. Vô số cường đại vừa xa lạ hơi thở xuất hiện. Bọn họ đều là thần quốc thiên đạo cung người. Chuyến này chỉ có một mục đích, đó chính là tìm một đầu cả người hiện lên máu ý thần long. Ở cửu thiên thần long điện vậy bát ngát chi địa, thần long rất nhiều, nhưng tràn ngập đầy trời máu ý thần long cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì cái này đặc thù thuộc tính đối với cửu thiên thần long điện, được gọi là long tộc chi địa mà nói, đó chính là dị loại. Thiên đạo cung hạ lệnh, bất kỳ xó xỉnh nào đều phải tìm kiếm. Thần bí kia huyết long bị thương viêm thiên long thần, liền phải gánh hiên viên mặc tà vô tận tức giận. Sống muốn gặp long, chết phải thấy thi thể. Chân trời góc biển, đều phải đuổi giết. Chỉ tiếc, thần quốc thiên đạo cung cường giả tìm liền cửu thiên thần long điện mỗi cái xó xỉnh. Cũng không có phát hiện nữa vậy cái huyết long. Trận chiến ấy, huyết long tựa hồ thần bí mất tích. Thật chẳng lẽ chết, hóa là một phiến xương máu. Thuần túy rồng thần huyết mạch tiến hóa đến trình độ cao nhất, liền có thể làm được bất tử bất diệt. Vậy không thua viêm thiên long thần thần bí huyết long làm sao có thể tùy tùy tiện tiện chết. Hết thảy cũng tràn ngập quỷ dị. Thiên đạo cung cung chủ tức giận tựa như liền ở bên tai gầm thét. Cuối cùng. Thần quốc thiên đạo cung cường giả ở một phiến trên vách đá dừng lại. Bọn họ ngưng mắt nhìn giống như vực sâu vách đá. Đây là một cái duy nhất bọn họ không có lục soát địa phương. Không phải bọn họ không tìm kiếm, mà là đây là cửu thiên thần long điện vùng cấm kỵ. Nghe nói vách đá phía dưới nhốt trước một cái uy hiếp toàn bộ thần quốc vạn trượng ma long. Ma long có thể thôn nhật tháng, có thể phá thiên địa. Lúc ấy thần quốc 100 vị cao cấp cường giả, tiêu phí 77 ngày, mới đưa vậy vạn trượng ma long nhốt. Thần quốc chi người không cách nào tru diệt vậy vạn trượng ma long, chỉ có thể đem nó vĩnh cửu trấn áp. Đây là một cái cấm kỵ thần thoại. Mọi người thấy vậy vực sâu sợ hãi chi địa, cả người lạnh lẽo tấn công tới. Bọn họ cũng đều chém ách cảnh thực lực, nhiều ít năm không có cái này loại lạnh như băng cảm giác. Ước chừng 5 phút sau đó. Một cái thần quốc thiên đạo cung ông già mở miệng nói, mọi người không cần suy nghĩ, huyết long kia hẳn rơi xuống ở linh võ đại lục, cửu thiên thần long điện không có. Cho dù có, huyết long kia cũng chỉ có thể ở cái này vực sâu hạ. Nhưng mà, ở nơi này vực sâu, một cái trọng thương long, làm sao có thể sống được? Có lẽ đã sớm trở thành truyền thuyết kia trong và ngoài nước vực ma long thức ăn. Mọi người gật đầu một cái, rời đi. Mà dưới vực sâu, một đầu bị vô số xiềng xích nhốt thượng cổ vạn trượng ma long, mở mắt ra. Hắn to lớn kia tròng mắt lạnh như băng thêm là máu.
hắn nhìn về phía cách đó không xa đầu kia vết thương chồng chất huyết long, lộ ra dữ tợn răng nanh. Có chừng vạn năm không có loài người và long tộc xuống, không nghĩ tới, lần này tới một đầu huyết long. Ta xem xét ngươi rất lâu rồi, ngươi hẳn thức tỉnh đi. Nếu như ta là ngươi, hãy ngoan ngoãn đi tới ta trong miệng, trở thành ta thức ăn. Bởi vì, đó là ngươi cái này đê tiện huyết mạch lớn nhất vinh hạnh. Dứt lời, cách đó không xa vết thương chồng chất huyết long đột nhiên động. Hắn cả người đều là máu. Hắn thân thể đứng thẳng ra. Trong mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia bị nhốt vạn trượng ma long. Hắn cuối cùng mở miệng, chiếm đoạt ta, ngươi đừng hòng. Ta cố nhiên thương thế không có khôi phục, nhưng là cả người máu ý, muốn thương tổn ngươi dễ như trở bàn tay. Bỏ mặc ngươi là lai lịch gì, bỏ mặc ngươi đã từng có mạnh dường nào, ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Cừu hận và tức giận, là ta nuôi liệu. Giết hại, là ta sinh mạng. Huống chi, ta chủ nhân nói cho ta biết, giết không chết ta, chỉ sẽ để cho ta đổi được mạnh hơn. Trận chiến ấy, ta bị viêm thiên long thần thiệt hại nặng. Lần kế, ta phải nói cho mọi người, ai mới là cửu thiên thần long điện nắm giữ. Một giây kế tiếp, huyết long huyết khí bùng nổ, lại hướng đầu kia thượng cổ cấm kỵ ma long đi. Ma long tròng mắt trợn to. Lớn mạnh như vậy sát ý long tộc, hắn chưa từng gặp qua. Mấu chốt cái này thần long lời nói ý kiến, tựa hồ có chủ nhân. Thần long thành tựu áp đảo vạn vật tồn tại, có ai tư cách làm hắn chủ nhân? Vô tận ma khí và máu ý ngay tức thì bùng nổ. Không có ai biết vực sâu xuống câu chuyện. Cùng lúc đó, thần tàng chi địa. Phương trưởng, giới không các người mở mắt ra. Bọn họ ánh mắt là kinh hãi. Chỉ vì là, cái đó trận pháp biến mất. Ở giữa thiên địa, chỉ có một đạo thân ảnh. Đó chính là cách đó không xa Diệp Thần. Liên thái hư cảnh cũng không cách nào phá vỡ trận pháp, lại bị dễ như trở bàn tay giải quyết. Đây là cái gì yêu nghiệt? Bọn họ không thể tin. Nhưng là dưới mắt, tất cả mọi người đều biết đây là bởi vì Diệp Thần. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Phương trưởng liền gọi cũng sửa lại. Thậm chí trong giọng nói mang vẻ tôn kính. Diệp Thần lắc đầu một cái, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. Ta luôn cảm giác có lực lượng gì ở trong bóng tối dục dịch. Ngay tại Diệp Thần và giới không các người chuẩn bị lúc rời đi. Mấy đạo hơi thở cuồng bạo cuốn tới. Lại là ba trên đầu cổ tà ma. Mấu chốt cái này thượng cổ tà ma lực lượng lại đang thái hư đỉnh cấp. Đáng chết. Diệp Thần thần sắc nghiêm túc. Hắn nhưng mà lãnh giáo qua thượng cổ tà ma đáng sợ. Phương trưởng cau mày, nhìn sắp xông tới thượng cổ tà ma, hướng về phía giới không mở miệng nói, giới không, sau này thiên chùa giao cho ngươi. Hắn đã làm xong quyết tâm liều chết. Thời kỳ toàn thịnh hoặc giả là ba đầu thái hư cảnh đỉnh cấp thượng cổ tà ma đối thủ, nhưng là hắn bây giờ còn có thương thế. Giới không muốn nói gì, phương trượng bóng người cũng sớm đã xông tới. Diệp Thần nhìn phương trượng rời đi bóng người, ở cách ba đầu thái hư cảnh đỉnh cấp thượng cổ tà ma càng ngày càng gần thời điểm, hắn khí tức trong người điên cuồng phun tràn ra. Phương trượng muốn tự bạo, xem Phật môn tiền bối như nhau, tản mát ra cuối cùng một chút dư nhiệt. Đơn thuần dựa vào phương trượng trạng thái bây giờ, muốn đánh chết thái hư cảnh đỉnh cấp thượng cổ tà ma không thể nào. Chỉ có tự bạo, mới có thể cứu nhiều người hơn. Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng vang, ở trong hư không truyền tới, phương trượng bể tan tành áo khoác, bay rơi trên mặt đất. Phương trượng! Giới không nổi giận gầm lên một tiếng, bên trong đôi mắt bất chấp nước mắt. Đi thôi! Diệp Thần nhìn giới không nói. Bọn họ không thể phụ lòng phương trưởng tự bạo mang tới cơ hội. Giới không lau chùi hết khóe mắt nước mắt, đi theo Diệp Thần xoay người rời đi. Hắn biết, phương trưởng không thể chết vô ích. Vạn ma chi địa sâu hơn âm mưu tất nhiên cùng thần quốc cùng với quân ma trần có liên quan. Mặc dù không biết đám người này đang làm gì. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ tra cái lộ chân tướng. Nhưng mà, mọi người đang rút lui lúc đó. Nhưng là phát hiện thượng cổ tà ma chi thi không ngừng xuất hiện. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể lui trở về chỗ sâu. Nơi đó Phật Quang là thần tàng chi địa nhất đậm đà tồn tại. Giới không càng làm cho mọi người bước ra máu tươi, xây cất một đạo phòng ngự đại trận. Diệp Thần trong nội tâm rõ ràng,
phòng ngự đại trận sớm muộn có một ngày sẽ phá vỡ. Lớn mạnh như vậy thượng cổ tà ma muốn dung chuyển, căn bản không có thể. Chẳng lẽ muốn chết? Hắn muốn câu thông ma đế, nhưng mà ma đế thật lâu không có động tĩnh. Tựa như ngủ say vậy. Cũng hoặc là đang nổi lên gặp lại thân xác. Giống như trước bão táp bình tĩnh. Diệp thần biết, bây giờ chỉ có thể dựa vào mình. Ngay tại lúc này, Diệp thần phát hiện đạo bảo thần Ngọc Liên hơi lóe lên ánh sáng. Trong tay hắn cầm suốt đạo bảo thần Ngọc Liên, giờ phút này một đóa hoa sen ở bàn tay hắn phía trên. Diệp thần chuẩn bị luyện hóa đạo bảo thần Ngọc Liên, nhưng phát hiện căn bản không bị khống chế xông về hắn trong đầu. Vốn là Diệp thần lấy là xảy ra chuyện tình gì, nhưng là đạo bảo thần Ngọc Liên vọt vào hắn trong đầu sau này, liền không nhúc nhích tí nào. Dù là hắn vận dụng bất kỳ biện pháp nào, đạo bảo thần Ngọc Liên ở hắn trong đầu, một hơi một tí. Diệp thần cười khổ một tiếng, vốn là suy nghĩ luyện hóa đạo bảo thần Ngọc Liên, giờ phút này xuất hiện loại chuyện này. Chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn không có quá nhiều thời gian, lãng phí ở đạo bảo thần Ngọc Liên trên mình. Huống chi, đạo bảo thần Ngọc Liên ở hắn trong đầu, cũng không có làm ra bất kỳ nguy hại gì chuyện của mình. Diệp thần hết khả năng tăng lên mình thực lực, lại không có phát hiện đạo bảo thần Ngọc Liên, ở hắn trong đầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Hoa sen cánh hoa dương ra, xuất hiện một cái tượng người vàng nhỏ, cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra. Cái này tượng người vàng nhỏ, chính là Diệp thần thu nhỏ lại bản. Một ngày sau, phòng ngự đại trận xảy ra vấn đề, đã dần dần xuất hiện từng tia vết rách. Ngày này Diệp thần sớm cũng đã nghĩ đến qua. Chỉ bất quá không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. Giới không do dự hồi lâu, vẫn là nói, Diệp tiên sinh, chờ một chút các người nghĩ biện pháp xông ra, rời đi. Ngươi không phải muốn đi cốt rồng chi địa sao? Nơi đây khoảng cách cốt rồng chi địa không tính là quá xa. Diệp thần không có quá nhiều ý tưởng, chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Thần tàng chi địa không thể lại tiếp tục đợi tiếp, một khi tất cả thành trì đều bị công phá. Đến lúc đó bọn họ mới là nửa bước khó đi. Vèo, vèo, vèo. Giới không cùng với các vị thần tăng, sừng sững ở trong hư không. Bọn họ đều là thần quốc cường giả, lần trước không có ra tay, trừ gìn giữ thực lực, còn có phòng ngự đại trận nguyên nhân. Hiện tại phòng ngự đại trận lập tức phải nứt ra, bọn họ muốn là mọi người mở một đường máu. Một giây kế tiếp, trận pháp phá vỡ. Giết hại bắt đầu. Mấy giây thời gian, Diệp thần đã là đầy mặt máu loáng, hắn chu thiên thần ma thương, đã nhiễm thành màu đỏ thắm. Đi tới trước không thấy được quang minh, chỉ có thể thấy đông nghịt thượng cổ tà ma. Ùn ùn kéo đến tiếng giống giận, giờ khắc này tất cả võ giả cũng sớm đã giết đỏ mắt. Vô số thi thể và hài cốt phân bố. Khoảnh khắc bây giờ, biến thành một tòa tử thành. Diệp thần trong nội tâm đối với thần ma đế cung hận ý, hơn nữa đậm đà. Nếu như không phải là thần ma đế cung thả ra những thứ này, cũng sẽ không có như thế nhiều người vô tội chết thảm. Một đạo kinh khủng nổ vang, bộc phát ra rực rỡ nhất lửa khói. Một cái đường máu tạo thành. Đi! Diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng, bắt Mộ Yên điên cuồng thoát đi. Lăng thiên thần mạch cố nhiên rất mạnh, nhưng là đối mặt như thế nhiều thượng cổ vật, căn bản không có dùng. Chỉ có trốn. Chạy tới cốt rồng chi địa. Sống lại ma đế. Diệp thần, ngươi nói ta sẽ chết sao? Ta phụ thân thật có thể sống lại. Giờ phút này Mộ Yên đột nhiên mở miệng. Diệp thần nói thẳng, đừng nói nhảm, đi mau. Mộ Yên cười. Diệp thần, ta phụ thân sống lại duy nhất cơ hội nắm ở bên trong tay ngươi. Ngươi đi cốt rồng chi địa đi, ta vì ngươi xóa bỏ hết thảy chướng ngại. Còn nữa, ngươi chưa có xem qua ta cái khăn che mặt xuống dáng vẻ đi. Đột nhiên, nàng tháo xuống cái khăn che mặt, tuyệt đại phong hoa. Diệp thần nhìn chằm chằm Mộ Yên, một cặp tròng mắt toát ra rung động thần sắc. Không phải bởi vì Mộ Yên đẹp, mà là bởi vì Mộ Yên quanh thân hơi thở đang cháy. Thiêu đốt đồng thời, tu vi lại đang không ngừng đột phá. Cửu U cấm thuật, sống chết giá cao thuật pháp, có thể thời gian ngắn tăng lên thực lực võ giả. Đây là thế gian đáng sợ nhất cấm thuật. Mạnh mẽ, nhưng là giá phải trả là tử vong. Mộ Yên là điên rồi sao? Mau dừng lại.
nhưng mà Diệp Thần gầm thét căn bản không có dùng. Mộ Yên xông về thượng cổ tà ma, này cảnh giới của nàng điên cuồng bạo tăng. Lại là đạt tới thái hư cảnh đỉnh cấp. Mộ Yên trong tay, cầm ra một chuôi tuyết kiếm, ở sau lưng của nàng mơ hồ xuất hiện một cái hư ảnh. Hư ảnh và Mộ Yên, hai người điệp hợp chung một chỗ. Nàng đưa ra tay trắng thon thon, cầm chặt tuyết kiếm, bóng người bỗng nhiên xông lên đi giết. Diệp Thần trong mắt chăm chú nhìn trên hư không chiến đấu, thái hư cảnh đỉnh cấp Mộ Yên đủ để dung chuyển hết thảy. Nàng lấy này chính là muốn là sống lại phụ thân tranh thủ cơ hội. Diệp Thần có thể cảm giác được mi tâm gầm thét, chỉ tiếc, ma đế không có ra tay. Ma đế biết, hắn lần này không thể công dã tràng. Nếu không, ma tộc sẽ đi về phía hủy diệt. Một số võ giả, mượn này cơ hội xông ra, Mộ Yên mượn này cơ hội, ma khí hội tụ, cuồng phong bạo vũ rơi xuống, lực lượng vô hình muốn cầm Diệp Thần đẩy ra ngoài. Diệp Thần cũng không có rời đi, hắn như cũ dừng lại ở tại chỗ, hắn rõ ràng Mộ Yên ý kiến. Muốn kéo thượng cổ tà ma, cho hắn một đường sinh cơ. Lần này Diệp Thần sẽ không rời đi. Trên hư không, không tới 10 hơi thở thời gian, Mộ Yên đã cùng thượng cổ tà ma, giao thủ trên trăm chiêu. Phốc suy, Mộ Yên một búng máu phun ra ngoài, rơi xuống ở trong hư không, Diệp Thần trong cơ thể luân hồi huyết mạch, điên cuồng bộc phát ra. Tránh thoát cấm chế, ôm lấy nàng. Ngươi làm sao không đi, ngươi là cứu ta phụ thân duy nhất có thể. Cái này vạn ma chi địa, ta liên lụy ngươi rất nhiều, ta một mực khó chịu. Ta hy vọng dùng ta lực lượng cho ngươi mở ra một cái đường máu. Mộ Yên nhìn chằm chằm Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần cười không nói, nhìn một cái nàng, phát hiện Mộ Yên thân thể, lại bắt đầu không ngừng đổi được lạnh như băng. Cổ xưa cửu u đường vân bao trùm. Đây là chết dấu hiệu. Diệp Thần bắt Mộ Yên tay, phát hiện tuổi thọ của nàng đã sắp khô kiệt. Lợi dụng cấm thuật, đổi lấy thực lực cường đại. Người điên. Diệp Thần, mạng ta nếu là có thể đổi hồi phụ thân mệnh là đáng giá. Người đi mau. Diệp Thần một cặp tròng mắt hoàn toàn âm trầm xuống. Ở hắn trong đầu, đạo bảo thần Ngọc Liên dục dịch, bắt đầu không ngừng nhảy lên. Đột nhiên. Phật quang phun trào, một đóa hoa sen tách thả ra, Phật quang ùn ùn kéo đến, chiếu sáng ở võ giả trên thân thể mặt. Nhu hòa Phật quang, xông vào bọn họ trong cơ thể, phát hiện vốn là thương thế nghiêm trọng, lại đang không ngừng khép lại. Lóe lên Phật quang, không ngừng đánh vào Diệp Thần thân thể. Trong nháy mắt bây giờ, thương thế toàn bộ khép lại, không chỉ có như vậy, tiêu hao năng lượng, cũng bị Phật quang tràn đầy. Đạo bảo thần Ngọc Liên vào thời khắc này không ngừng trở nên lớn, Diệp Thần đứng ở phía trên, Phật quang phun trào. Thượng cổ tà ma, dư tận gầm thét đảo mắt bây giờ đi tới Diệp Thần trước mặt. Cầm chặt quả đấm phát ra tiếng kẽo kẹt, chung quanh thiên địa thế, tràn vào đến hắn trong thân thể. Một quyền tiếp liền một quyền hướng Diệp Thần xông tới. Nhưng mà, Phật quang cản trở hết thảy. Đạo bảo thần Ngọc Liên ở Diệp Thần phía dưới, không ngừng chuyển động. Ở hắn sau lưng xuất hiện một cái Phật Thích Ca hư ảnh. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, màu vàng kim Phật văn lưu động, không ngừng hướng thượng cổ tà ma xông tới. Đại từ bi nguyền rủa độ hóa thượng cổ tà ma, mỗi một màu vàng phù văn tràn vào đến thượng cổ tà ma trong thân thể. Thượng cổ tà ma truyền tới thống khổ gầm thét, hai tay che lỗ tai, trên gương mặt mặt toát ra thống khổ thần sắc. Diệp Thần tìm được cơ hội. Thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương hai người đồng thời nâng lên. Bất hủ kiếm ý, bất hủ thần thể, bộc phát ra kim quang sáng chói. Một kiếm quơ múa ra, trong hư không, từng tầng một sát ý ngưng tụ, không ngừng mở rộng. Vạn ma kinh lôi kiếm. Một đạo cực hạn kiếm quang, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống, Diệp Thần trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương nâng lên, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, phá cho ta. Kiếm quang ở phía trước. Chu Thiên Thần Ma Thương theo sát phía sau, một thương điên cuồng rơi xuống. Phịch, bụi mù cuồn cuộn. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, hai tròng mắt chăm chú nhìn bụi mù bên trong. Ở Diệp Thần sau lưng, Phật Thích Ca hư ảnh còn đang không ngừng nhớ tới đại từ bi nguyền rủa, không lúc nào cũng có thể cho lên cổ tà ma mang đến tổn thương. Sau đó, Diệp Thần thu hồi thú hủ kiếm, đưa ra chỉ một cái, chung quanh ma khí. Không ngừng lan truyền đến hắn trong thân thể.
chỉ một cái không ngừng ngưng tụ ở hắn trên đầu ngón tay mặt, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Hết thảy tiêu tán. Diệp Thần khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, lần này toàn bộ đều là dựa vào đạo bảo thần Ngọc Liên. Chính hắn thật ra thì cũng không có hao phí bao lớn năng lượng. Đạo bảo thần Ngọc Liên không ngừng thu nhỏ lại, tiến vào Diệp Thần trong đầu, hắn thu hồi Chu Thiên Thần Ma Thương. Diệp Thần đi tới Mộ Yên trước mặt. Đáng tiếc, Hỗn Độn Tinh Thụ đột nhiên mở miệng nói. Nàng bây giờ còn có nhiều ít tuổi thọ. Hỗn Độn Tinh Thụ nhìn một cái Diệp Thần sau đó mở miệng nói, chỉ còn lại 3 tiếng. Một câu nói, để cho Diệp Thần choáng váng đầu hoa mắt, 3 tiếng chân thực quá ngắn. Ở 3 tiếng bên trong, muốn tìm được giải cứu Mộ Yên biện pháp, trên căn bản không thể nào. Duy nhất biện pháp, chính là mau sớm đi cốt rồng đất tử vong dãy núi. Vạn năm linh tuyển có lẽ có thể. Cốt rồng chi địa là ma đế cơ duyên, có thể cũng là Mộ Yên cơ duyên. Được. Diệp Thần trong mắt tràn đầy kiên quyết. Rất nhanh, Diệp Thần tới cái chết đến dãy núi bên ngoài. Ở bên cạnh bọn họ còn có một chút võ giả, Diệp Thần ở bên ngoài là có thể cảm nhận được tử vong phép tắc hơi thở. Một khi tiến vào bên trong, đến lúc đó tử vong quy luật liền sẽ tràn ngập toàn thân, bọn họ phải dùng trong cơ thể năng lượng để ngăn cản. Vào đi thôi. Vạn năm linh tuyền ở địa phương nào, vẫn chưa có người nào rõ ràng. Diệp Thần một bước vào tử vong bên trong dãy núi mặt, phát hiện màu đen sương mù dày đặc, phủ đầy toàn bộ dãy núi. Những thứ này sương mù dày đặc tản mát ra hơi thở, chính là tử vong quy luật. Diệp Thần vận dụng trong cơ thể năng lượng để ngăn cản, từng bước một đi tới trước. Nếu không phải bản thân có Xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch, có lẽ mình sớm bỏ mình. Chỗ sâu không có người có thể bước vào, trừ Diệp Thần. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần nghe gặp nước chảy tiếng vang, liền ở phía trước không xa chỗ. Diệp Thần thật nhanh đi tới trước, cảm giác suối vạn niên nước ngay tại phía trước. Một khi tìm được suối vạn niên nước, liền có thể từ tử vong dãy núi bên trong rời đi. Tiếp tục đi 10 phút, Diệp Thần mơ hồ bây giờ thấy trước nhất phương, có một ao nước suối. Nước suối tản ra đậm đà sinh mạng hơi thở. Vật cùng tất phản. Tử vong bên trong dãy núi mặt toàn bộ đều tràn đầy tử vong phép tắc hơi thở, duy chỉ có cái này một miếng nhỏ khu vực, có sinh mệnh khí tức. Diệp Thần kích động đến trình độ cao nhất. Một giây kế tiếp thi triển phong lôi chớp mắt lao ra. Mà ngay lúc này, minh, một tiếng kêu to, ở đang phía trước, xuất hiện một đầu thủy phượng. Thủy phượng nhìn Diệp Thần, trong tròng mắt tràn đầy lửa giận. Suối vạn niên nước là nàng đồ. Ai cũng không thể mang đi. Thủy Phượng ở trong hư không bay múa cánh, hướng về phía Diệp Thần xông tới. Kinh khủng hơi thở, không ngừng lan truyền, Diệp Thần vốn là lấy vì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng phát hiện Thủy Phượng đứng ở trong hư không, một hơi một tí. Diệp Thần một mực ở phía sau nhìn chằm chằm, hắn vừa mới nhìn thấy, Thủy Phượng tựa hồ bị cái gì đụng, không thể rời đi. Làm thế nào? Thủy Phượng thực lực. Để cho hắn có chút nghẹt thở, nhổ răng cọp, cũng phải có thực lực. Từ Thủy Phượng trong tay cầm suối vạn niên nước, vừa đối mặt liền sẽ lành lạnh. Diệp Thần lắc đầu một cái cũng không có nghĩ ra quá tốt biện pháp, duy nhất may mắn là có một cái kết giới. Bọn họ có thể tiến vào bên trong rời đi, chỉ có Thủy Phượng không thể, vĩnh viễn bị kẹt ở suối vạn niên nước chung quanh. Nên làm cái gì? Diệp Thần con người có chút khẩn trương. Mộ Yên không có ở đây trì hoãn. Mà ngay lúc này, dị biến nổi lên. Diệp Thần phát hiện luân hồi mộ địa lại một khối mộ bia hiện ra từng cơn ánh sáng. Cái này mộ bia không phải Phong Thanh Dương, cũng không phải Thương Cổ Y Thần. Mà là ban đầu ở Côn Lôn hư cho Tiểu Hoàng lực lượng vậy tôn mộ bia. Tiểu Hoàng nghịch thiên huyết mạch như vậy tới. Chẳng lẽ là cái này mộ bia dị động, thuyết minh Tiểu Hoàng muốn dưới đất chui lên. Suy tư để gặp, mộ bia truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng, chờ ta lát nữa vì ngươi tranh thủ thời gian, dẫu sao bây giờ là ta cưỡng ép mở. Ngươi chỉ có 3 giây thời gian. Chính là hiện tại. Nước kia phượng đột nhiên ngắn ngủi thất thần. Diệp Thần mặc dù không làm rõ ràng tình trạng, nhưng là vậy không do dự, tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, xông về suối vạn niên nước. 3 giây thời gian đảo mắt rồi biến mất. Hai cái bình ngọc bên trong đeo suối vạn niên nước,
chuẩn bị rời đi. Ở mau muốn lúc rời đi, Thủy Phượng nhất thời tỉnh ngộ, chẳng ngó ngàng gì tới xông về Diệp Thần. Thủy Phượng tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, Diệp Thần căn bản không chỗ né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển sương mù hóa thần thông. Sương mù dậy, Thủy Phượng móng nhọn đã xông lại. Đâm! Dưới móng nhọn đi, Diệp Thần trên mình nhất thời chảy ra máu loáng, còn có dữ tợn vết thương. Bất quá hắn nhưng mà luân hồi huyết mạch, vết thương lại bắt đầu khép lại. Thủy Phượng nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây kế tiếp, dị biến nổi lên. Vậy kết giới lại mở ra. Không tới 5 hơi thở thời gian, Thủy Phượng bắt Diệp Thần cổ áo, hướng tử vong bên trong dãy núi trước mặt được. Diệp Thần lòng như cho tàn, lần này muốn chạy trốn mà nói, trên căn bản không thể nào. Đi tới suối Vạn Niên Nước bên cạnh, Diệp Thần thấy được không thiếu hài cốt. Thủy Phượng mang hắn đến suối Vạn Niên Nước bên cạnh, sau đó xông vào bên trong nước suối mặt. Tiến vào bên trong nước suối mặt, Diệp Thần phát hiện tự thân lỗ chân lông đang điên cuồng hấp thu suối Vạn Niên Nước. Mặc dù như vậy, nhưng là Diệp Thần không có bất kỳ biểu tình mừng rỡ. Kế tiếp vận mệnh, hoàn toàn nắm ở Thủy Phượng trên mình. Ở suối Vạn Niên trong nước không biết lặn xuống thời gian bao lâu, đột nhiên phát hiện một nơi cung điện. Diệp Thần không nghĩ tới, ở suối Vạn Niên dưới nước mặt lại là một nơi cung điện. Thủy Phượng buông Diệp Thần cổ áo, sau đó mở miệng nói, người ở ta mí mắt phía dưới mang đi suối Vạn Niên nước, dựa theo quy củ, người có thể tiến vào tử vong trong cung điện mặt, nếu là có thể thành công đi ra, ta liền tha ngươi không chết. Diệp Thần biết không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng tiến vào bên trong. Đẩy ra cửa cung điện, sau đó đi vào. Ở hắn đi vào thời điểm, truyền tới nồng nặc tử vong quy luật hơi thở. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện bốn phía còn có một chút võ giả xương trắng. Cái này chỉ bất quá cung điện tầng thứ nhất mà thôi, lại không có một người đi lên. Chỗ này năng lượng đối với ta lại nói ngược lại không tệ, hỗn độn tinh thụ đột nhiên mở miệng nói. Một giây kế tiếp, hỗn độn tinh thụ liền vọt ra, ngưng tụ thành tiểu đạo sĩ hư ảnh. Người muốn hấp thu những thứ này tử vong quy luật, Diệp Thần có chút kinh hãi. Hỗn độn tinh thụ gật đầu một cái, quả thật. Cung điện tầng thứ hai cửa thang lầu ngay tại bọn họ hai người trước mặt, chỉ bất quá ai cũng không có đi qua. Trừ tử vong phép tắc hơi thở, mặc dù không có bất kỳ vật gì, nhưng là tuyệt đối tản ra quỷ dị. Tí tách, tí tách. Mấy phút trôi qua, Diệp Thần và hỗn độn tinh thụ hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Diệp Thần, chúng ta lên đi. Hỗn độn tinh thụ đã không muốn tiếp tục chờ tiếp. Hắn kiên nhẫn cũng sớm đã phai mờ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cũng không muốn lại tiếp tục chờ tiếp. Bọn họ hai người hướng cửa thang lầu đi qua, Diệp Thần mới vừa bước lên tầng thứ nhất nấc thang, phát hiện cảnh sắc chung quanh đã hoàn toàn biến hóa. Diệp Thần phát hiện mình đứng ở một nơi trên đỉnh núi, ở phía dưới có vô số xương trắng. Xương trắng có nhiều ít, đếm không hết, tựa như già thiên xây. Những thứ này nằm xuống xương trắng, từng cái đứng lên, hướng đỉnh núi xông lại. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, đây cũng là ảo cảnh, nhưng luôn có một loại nguy hiểm cảm giác. Làm xương trắng xông lên lúc tới, Diệp Thần không có bất kỳ ngăn cản, đấm một cái vào hắn trên thân thể mặt. Hắn bóng người từ đỉnh núi rơi xuống đi xuống, xương trắng điên cuồng bao vây. Diệp Thần cũng không có ra tay, xương trắng điên cuồng công kích, đau đớn kịch liệt, để cho hắn đều có một loại chân thực tính. Ở trong cung điện mặt, Diệp Thần như cũ đứng ở trên bậc thang mặt, duy nhất chỗ bất đồng. Ban đầu xương trắng công kích dấu vết, xuất hiện ở hắn trên thân thể mặt. Diệp Thần gặp đích xác là ảo cảnh, bất quá trong ảo cảnh mặt xương trắng công kích. Nhưng chân thực phát sinh ở hắn trên thân thể mặt. Đối với hết thảy các thứ này Diệp Thần căn bản không biết, xương trắng còn đang công kích hắn. Hắn trên thân thể mặt lục tục xuất hiện một ít vết thương lớn nhỏ. Ở trong ảo cảnh mặt, Diệp Thần nhướng mày một cái, thời gian dài như vậy trôi qua, xương trắng còn đang không ngừng công kích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 114.